Xin chào quý thính giả đang nghe truyện hay 198. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện Ta có một thân bị động kỹ, tác giả Ngao Dạ Cật Bình Quả, kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều truyện của kênh nữa nhé. Xin các huynh đệ tỷ muội một đăng ký nhé. Nếu ai có lòng hảo tâm trà thuốc cho AD thì có quy giờ trên màn hình nhé. Xin cảm ơn đã ủng hộ kênh. Chương 1495, bốn lượng linh kiếm phát ngàn cân, vạn quân đế kiếm tự phá phòng. Xoát, đầy trời quỷ khí giống như lùi tuôn ra trào lưu, hóa thành như roi như dây leo hình thái, toàn bộ thu về tại thân. Tóc trắng cởi thành màu đen, cửu vĩ lùi về bên hông, trên trán ba đạo huyết văn đi theo biến mất giảm đi. Quỷ thú hóa bên dưới tùy tiện đến không ai bì nổi thụ ra, tại tiếng kiếm reo động thời điểm, ngược lại giống như là một thanh lợi kiếm trở vỏ bao, trở về thành giản dị tự nhiên từ tiểu thụ. Giờ khắc này, Ngọc Kinh Thành quanh mình rất nhiều cổ kiếm tu, thần sắc cùng nhau run lên. Tới, Diệp Tiểu Thiên đi theo nín hơi ngưng thần, đem bực này phản phát quy chân hình thái bên dưới từ tiểu thụ, cùng quanh mình các kiếm tiên đặc biệt là Mai Tị Nhân vừa so sánh, cảm thụ nhất trí, xác thực tới. Ngoại phóng gây tức giận lui về, thuộc về cổ kiếm tu nín nhịn hình thái, đi ra. Ông, hỗn độn ngũ đại thần khí một trong đế kiếm độc tôn, cùng tam phẩm linh kiếm tàng khổ giữa không trung tiếp xúc, vung ra kinh người kiếm ý. Kiếm ý kia cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, lẫn nhau giao thoa, hỗn tạp hòa, tựa hồ cân sức ngang tài. Bất quá mấy tức qua đi, lại lấy nghiêng về một bên tư thái, hóa thành màu vàng mãnh liệt kiếm khí, đẩy qua Ngọc Kinh Thành, tuôn hướng bốn phương tám hướng. Anh, tàng khổ bị chấn xuống dưới, ngã vào chủ nhân trong lòng bàn tay, ủy khuất ba ba cáo trạng. Một màn này, bị cầm nắm truyền đạo gương phong trung túy ghi chép mà xuống, truyền hướng đại lục năm vực. Lần đầu giao phong, liền lực có không địch lại, không hề nghi ngờ dẫn xuất một mảng lớn tiếng chất vấn, tàng khổ. Cái này nhìn qua chỉ là một thanh phổ thông linh kiếm, tứ phẩm, tam phẩm. Nó cố nhiên rất đắt, nhưng xứng với thụ gia thân phận tôn quý sao? Từ tiểu thụ hữu tứ kiếm đâu? Diễm mãng đâu? Đế kiếm độc tôn phổ thông linh kiếm chịu một cái chỉ sợ đều muốn gãy, cầm cái này kiếm mẻ là tại đùa giỡn đâu? Tuyệt không phải như thế, ta nghe nói thụ gia chảm nhiêu kiếm thánh dùng liền là tàng khổ. Tàng khổ tuyệt không phải vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa xà, phốc, tốt rắn, nhưng ta nhớ được hắn lúc ấy dùng hữu tứ kiếm. Đánh rắm, ta tận mắt nhìn thấy, hắn dùng là diễm mãng, viêm kiếm diễm mãng, phối hợp tẫn chiếu bạch viêm, cái này mới là thụ gia chuyên môn bội kiếm. Các vị không nên tranh cãi, không thể nói trước người ta thụ gia hay là dưỡng kiếm, quân không thấy thanh cư chính là như vậy lấy danh tẩm bổ mà ra đâu. Buồn cười, ngươi coi cái gì kiếm mẻ đều có thanh cư chi tư. Làm loại người gì cũng có đệ bát kiếm tiên phong thái. Tàng khổ. Ta trước lớn mật dự đoán một đợt. Kiếm gãy tàng khổ. Đại chiến chưa mở, từ tiểu thụ mơ hồ trông thấy, thiên địa đạo pháp, trên dưới tứ phương, mờ mịt đến từng sợi như tia như xương khí. Cái này chút khí cuối cùng bay vào tàng khổ trong thân kiếm, làm cho nó cảm xúc càng thêm uể oải, chiến ý càng thêm lười biếng. Căn bản vốn không giống như vừa rồi ngang nhiên thái độ. Bị đế kiếm độc tôn đụng một cái, mềm nhũn về sau, tàng khổ thần vậy mệt. Danh, cảm giác quét về phía tứ phương, căn bản không người vì đó mà động, chỉ có Lệ Song Hành hình như có chỗ xem xét, duỗi ra ngón tay đụng vào trước người cái gì. Từ tiểu thụ lập tức rõ ràng. Đây là tu qua quan kiếm thuật, tu ra qua kiếm niệm, người, mới có thể nhìn thấy có thể tầm bổ vạn vật chân thực tồn tại danh. Nhưng công thành danh toại tên, có thể thành tựu bát tôn am, thành tựu thanh cư các loại, thất bại chất vấn tên, giống như chỉ có thể tạo được phản tác dụng, khó mà cho tàng khổ mang đến bất luận cái gì tầm bổ. Cũng không phải. Từ tiểu thụ ngừng chân tại không, như có điều suy nghĩ. Cái này đến từ năm vực, cơ hồ có thể rót thành thực chất đại lượng danh, như mình cuối cùng từng đến bại một lần, sợ tàng khổ thật rốt cuộc không gượng dậy nổi. Nhưng nếu thắng, hết thảy chất vấn, đều là thành hư ảo. Lại khổ tận cam lai về sau, cái này cũng sẽ thành tàng khổ cá chép hóa rồng, công thành danh toại cơ sở. Tại chưa từng thành tựu hắc ám qua lại, ta cũng như thế, lúc này mới có người tàng khổ, tên tồn tại. Huống chi hiện tại ngươi, chỉ là một thanh chỉ là tam phẩm linh kiếm, bọn hắn chất vấn ngươi, có lỗi a. Từ tiểu thụ trong mắt sáng lên màu bạc kiếm niệm, tự lẩm bẩm thời điểm, hợp ngón tay khẽ vuốt qua tàng khổ thân kiếm. Hắc kiếm ong ong rung động, rất nhanh phát ra sảng khoái rên rỉ, chớp mắt liền quên đi hết thảy bên ngoài đang chất vấn. Chiến! Anh kiếm khởi động lại, kéo căng thẳng tắp. Kiếm niệm phun ra nuốt vào tại cầm kiếm người cùng bội kiếm cả hai ở giữa, không ngừng lớn mạnh, lóe ra cắn người rực rỡ. Bắc Bắc ánh mắt từ cái kia hắc kiếm phía trên thu hồi, nhưng không có trước tiên động thủ, mà là khuyên nhủ, ngươi chỉ có một lần cơ hội, hiện tại đổi lại hữu tứ kiếm, nó đem sẽ không đoạn, dưỡng kiếm, không phải ngươi như thế nuôi.
Từ Tiểu Thụ lại nâng lên hai mắt, cười sầm sầm nhìn lại, ta chính là như thế tới. Tốt, dám làm chớ hối hận. Bắc Bắc Kiều quát một tiếng, đế kiếm Độc Tôn bỗng nhiên tuôn ra sáng chói kim quang. Nàng là biết được Từ Tiểu Thụ kiếm thuật trình độ, từ trước tới giờ không dám khinh thường. Đã cảnh cáo vô dụng, toàn lực hành động, liền là đối với đối thủ tốt nhất tôn trọng. Vạn kiếm thuật, song trưởng vừa mở, trong lòng bàn tay đế kiếm điên cuồng rung động, chậm chậm cất cao, khí thế càng tại tầng tầng tiến lên. Kiếm thế nói ngưng liền ngưng, chiến đấu nói ra liền mở. Ngọc Kinh Thành người chỉ cảm thấy bên trên một hơi còn đắm chìm trong Thụ gia đánh võ mồm. Trong phẫu thuật, chỉ chớp mắt cả tòa thành trì bên trong linh kiếm, toàn bộ bay lên. Ong ong ong, vạn kiếm quy tông. Đây mới thực là vạn kiếm triều bái. Không phải hư không ngưng kiếm thuật, là chân thật tồn tại Ngọc Kinh Thành hơn vạn thanh kiếm. Cảnh giới thứ nhất, tuyệt đối đế chế. Từ Tiểu Thụ nắm thật chặt vậy Thụ dẫn dắt Tàng Khổ, liếc mắt nhìn lại, nhưng không có trước tiên xuất thủ ngăn cản. Là một cái tâm lý phương diện cao vị giả, hắn phóng túng Bắc Bắc là bởi vì chắc chắn đối phương đánh bất quá mình. Là một cái vạn kiếm thuật phương diện đê vị người, hắn mong muốn học trộm Bắc Bắc, cũng cần để nàng kiếm thuật phóng thích hoàn chỉnh. Kiếm đạo bàn. Không chút do dự, Từ Tiểu Thụ dẫm ra kiếm đạo bàn, thuận tiện khế tiến thiên nhân hợp nhất trạng thái. Lại như vậy nhìn lại lúc, Bắc Bắc kiếm, tựa hồ lại có khác biệt. Không chỉ là vạn kiếm thuật. Làm đế kiếm Độc Tôn vượt qua Bắc Bắc đỉnh đầu thời điểm, cái kia cỗ quý giá đế vương khí, tác động Ngọc Kinh Thành xung quanh tất cả linh kiếm. Không ngừng Từ Tiểu Thụ chịu ảnh hưởng. Gần như đồng thời, các cổ kiếm tu cũng là rủ xuống mắt, cầm thật chặt đột nhiên ra khỏi vỏ, suýt nữa bị dẫn dắt mà đi tùy thân bội kiếm. Trừ Thần Trượng, Thái Thành Kiếm, Thính Trần, Hộ, Mai Tử Vũ, Tích Giáp, Phong Trung Túy thuộc như lòng bàn tay, dùng truyền đạo gương từng cái quét qua các cổ kiếm tu bội kiếm, vô cùng kích động nói, các ngươi khả năng không biết cái này mấy thanh kiếm mang ý nghĩa cái gì, ta nói cho các ngươi biết, từng cái đều có danh kiếm chi tư. Liền xem như cốc lão Mai Tử Vũ. Cùng Dương lão Tích Giác, hiện tại còn không thể tính vang danh thiên hạ, đợi đến Thất Kiếm Tiên Phong bảng thời điểm, các ngươi liền biết, mà bây giờ, cái này từng thanh hoặc tên hoặc tạm thời không tên chi kiếm, toàn bộ kém chút bị Bắc Kiếm Tiên dẫn dắt đi qua, mang ý nghĩa cái gì? Vạn kiếm thuật cảnh giới thứ nhất, tuyệt đối đế chế. Không, không chỉ như vậy. Phong Trung Túy nước miếng văng tung tóe, tự hỏi tự trả lời, ta phong gia đại đa số người liền tu vạn kiếm thuật, tuyệt đối không có cái hiệu quả này, đây là đế kiếm Độc Tôn ảnh hưởng. Phong Thính Trần buồn bực mặt liếc đi qua. Phong Trung Túy lập tức kích tình chỉ trệ, vội vàng đem tấm gương đối tới, ngăn được nói, lão gia chủ, ta chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao? Phong Thính Trần sắc mặt lập tức tự nhận là dễ nhìn rất nhiều, trên thực tế càng khó coi hơn. Không có nói sai. Mai Tị Nhân nghiêng đầu trông lại, ngươi hiểu xác thực không ít. Phong Trung Túy mừng lớn, như thế đạt được lớn nhất ủng hộ, lốp bốp nói tiếp, đế kiếm Độc Tôn, phù hợp nhất vạn kiếm thuật kiếm. Làm phụ kiếm càng nhiều, nó có thể phóng thích lực lượng, liền càng mạnh. Ta phong ra mưu đồ, phi, huyễn tưởng lâu như vậy, không chiếm được kiếm này, hôm nay rốt cục có thể thấy được nó cùng cổ kiếm tu còn hoàn mỹ phù hợp. Như ta đoán không sai, Bắc Kiếm Tiên đem lấy đế kiếm Độc Tôn sắc điều bốn phía kiếm tên, để mà tăng phúc bản thân. Tới, Phong Trung Túy miệng là nát điểm, nhưng xem kiếm góc độ đúng vô cùng vì tinh chuẩn. Đang lúc hắn âm thanh kết thúc thời điểm, Bắc Bắc trên đỉnh đầu đế kiếm Độc Tôn. Ông phát ra chấn áp vạn cổ huyền mị âm thanh, vạn kiếm triều bái, ta kiếm Độc Tôn. Một tiếng này giống như từ viễn cổ mà đến, giống như từ kiếm đến, thực tế lại là ứng Bắc Bắc há miệng một tiếng, hóa hư thành thật mà đến. Âm thanh dừng thời điểm, đế kiếm phía trên nhảy lên ra màu vàng long ảnh. Ở đây chỗ có danh kiếm, linh kiếm, cùng nhau bị điều tạm bộ phận lực lượng, dung hội trong đó. Đầy trời vàng rực tung xuống đồng thời, kim long chi ảnh lại nhảy vào Bắc Bắc trong thân, cho cả người áo trắng nhiễm lên tôn quý màu vàng. Giống tại hắn đỉnh đầu mang lên trên vô hình mũ miệng. Oanh! Hư không kiếm khí bay khắp nơi, Ngọc Kinh vạn kiếm cong xuống. Phong Trung Túy là hiểu được hiệu quả, trực tiếp đem hình tượng kéo dài, nhắm ngay xôi trào mãnh liệt kiếm khí thủy triều. Năm vực các nơi, truyền đạo gương trước sở hữu người. Gia hỏa này miệng là thật nát a, các ngươi phong ra, có thể hay không đưa tin qua, để hắn yên tĩnh một chút. Không ít người còn, tại khiển trách cái kia gọi Phong Trung Túy đang một mực ngao ngao cuồng khiếu. Nhưng gặp trong kính hình tượng biến đổi, nhảy ra một đạo tôn quý màu vàng bóng dáng. Ảnh hình người hình tượng nhanh chóng cướp qua, lại tại rời về phía nhiễm lên vàng rực, một cái chất biến Bắc Kiếm Tiên trên tay kiếm sau chậm dần. Đế kiếm, cái kia kiếm từ từ đế đến mũi bị phủ lên mà ra. Từ cái kia trừng mắt trợn mắt, hiển thị rõ uy nghiêm kim văn kiếm cách, đến cặp kia phong tối bạc, bên trong ngồi long văn, sát cơ lộ ra tám mặt thân kiếm. Đã có thiên tử chi quý, lại gồm cả thiên tử không giận tự uy. Không nói đến là giờ phút này đế kiếm Độc Tôn là bộc lộ tài năng.
Đám người che mặt kêu lên, cả kinh lùi lại, bởi vì trong kính kiếm lúc này nhìn qua, cơ hồ là muốn nứt kính mà ra. Truyền đạo gương vốn là có thể truyền lại rất nhiều thứ, ngoại trừ hiện trường gặp phải trùng kích cùng tổn thương, kiếm ý, kiếm khí, kiếm thế các loại, cơ hồ có thể chín thành truyền tới. Cho là lúc, táng kiếm mộ trước ma kiếm vạn binh ma chủ, huyết kiếm tuyệt sắc yêu cơ, bán nguyệt vịnh yêu kiếm nô lam chi thanh, tham nguyệt tiên thành không động vô tướng kiếm, phàm nổi danh người, đều là có chỗ động. Mấy cái này trước gương danh kiếm, linh kiếm chưa đè xuống kinh động. Trong kính hình tượng phóng đại, cầm trong tay đế kiếm độc tôn Bắc kiếm tiên, đã lạnh nhan một kiếm, ép đến từ tiểu thụ cùng tàng khổ trước mặt. Tuyệt đối đế chế, thần phục. Ầm vang một tiếng, trong kính thế giới nổi lên gợn sóng, tuôn ra cổ cổ màu vàng thủy triều, hầu như muốn đem trước gương người bao phủ đến ngạt thở. Không phải hư ảo. Khí thế kia, thật cách không ép đi qua, người như ngâm nước bèo tấm, phiêu diêu bên trong đem muốn lật úp. Đây là cái gì kiếm thuật? Tuyệt đối đế chế, là cái hiệu quả này sao? Không là đơn thuần khí thế chấn áp sao? Dựa vào, cái này Phong Trung Túy làm sao còn chưa lên tiếng, không nên nói thời điểm liền bức bức lại, nên nói thời điểm không nói một lời. Ngắn ngủi cứng đờ qua đi, một đạo phấn khởi vô cùng thanh âm vang lên tới, hải đạo, đại hải vô cương. Các vị, các ngươi không có nhìn lầm, đây là 3000 kiếm đạo bên trong trí cao nhất mấy đạo một trong, tuyệt đối đế chế. Đại hải vô cương, chân đạp kiếm đạo bàn, từ tiểu thụ giống như một đầu không biết chắc bụng vì sao thao thiết cự thú. Điên cuồng tiêu hóa lấy đại lượng đã từng vào bụng qua tri thức, hắn không hề động uẩn đạo ruộng, uẩn đạo giống, cho mình thêm điểm, mãng kiếm đạo áo nghĩa trận đồ. Bởi vì hắn phát hiện, mình kiếm thuật cảnh giới, kỳ thật đã không thể tính thấp. Bắc Bắc kiếm thức cố nhiên mượn đế kiếm độc tôn thế, uy lực rất mạnh, nhưng không đến mức khó giải. Thậm chí nói, nàng vừa ra chiêu, lại thêm cái kia Phong Trung Túy giải thích, từ tiểu thụ liền đã hiểu. So với hư không đảo bên trên cái kia một thơ một kiếm một ca. Tiếu Tôn Am, cùng Hồng Mai Tam Lưu, Nhất Lưu càng so Nhất Lưu mạnh mẽ, Mai Tị Nhân, Bắc Bắc Kiếm, uy lực cố nhiên rất mạnh, nhưng quá cơ sở, chỉ là tại đối ví dụ mẫu chép đáp án, nông cạn đến cực kỳ. Nàng chỉ có thể đồng thời vận dụng một cái kiếm lưu, nhiều nhất tăng thêm điểm 3000 kiếm đạo bên trong xem như phức tạp chút hải đạo, còn lại toàn dựa vào đế kiếm độc tôn. Mà Tiếu Miệng Rộng Kiếm, Mai Tị Nhân Kiếm, đã dứt bỏ kiếm bản thân, đang chơi kiếm lưu tổ hợp kỹ, thậm chí là kiếm thuật tổ hợp kỹ. Truyền đạo gương truyền xong Bắc kiếm tiên cao quang thời khắc, Phong Trung Túy hợp thời cho đến thụ ra hình tượng. Hắn cùng giờ phút này trước gương sở hữu người một cái ý nghĩ, muốn nhìn một chút thụ ra đối mặt này một kiếm, nên làm gì ứng đối. Không ngờ rằng trong kính hình tượng vừa chuyển tới, chỉ xuất hiện một cái ở trong cơn bão táp quần áo tung bay, tóc đen chậm chậm tung bay, nhưng càng lộ vẻ lù lù không động, thoải mái không bị trói buộc bóng dáng. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt qua thân kiếm, than nhẹ nói, tàng khổ, ngươi muốn thí thần a? Hoa một cái, trước gương người trực tiếp đứng lên đến, có người vì thụ gia bình tĩnh thong dong mà nghiêng đổ, có người chứng kiến thụ gia tên cản rỡ tồn tại. Cố Thanh Tam chỉ vào gia hỏa kia, quay đầu cả giận nói, hắn quá cản rỡ, tiểu sư muội, hắn quá cản rỡ. Tô Thiển Thiển khóe môi nhấp cười, cười không nói. Bán Nguyệt Vịnh, đạo khung thương diễn viên chỉ vào mặt kính, quay đầu nhìn xem Bát Tôn Am diễn viên liền cười. Ta không tin ngươi không có dạy qua hắn kiếm, Tị Nhân tiên sinh dạy không ra loại này ta đồ vật. Bát Tôn Am cũng không quay đầu, có khả năng hay không, cùng ngươi đợi qua sau một lúc, ai đều hội dính vào chút khí chất. Huống chi hắn vốn cũng tanh tưởi. Làm càn. Đế vương tư thái bên dưới Bắc Bắc giận mà không nói gì. Tuyệt đối đế chế chấn áp phía dưới, từ tiểu thụ lại không tâm thần chấn nát coi như xong, còn biến nặng thành nhẹ nhàng có thể ăn nói ngông cuồng. Đây là như thế nào miệt thị? Đại hải vô cương, chính là vạn kiếm thuật góp lại chi công kích, xúc thế ngưng thực hóa thành kiếm ý đại dương mênh mông nhưng tầng tầng tiến lên. Đem người lật úp, cái này một kiếm đứt cổ điểm tới, Ngọc Kinh thành vạn kiếm tề phát, đồng thời xung quanh các đại danh kiếm kiếm y điên tuôn, có thể nói bốn phương tám hướng trợ giúp, cần vương hộ giá. Mà liền như thế, làm Bắc Bắc một kiếm này thẳng hướng từ tiểu thụ yết hầu trước đó, gia hỏa này vẫn giống như là nhìn như không thấy. Huyễn kiếm thuật, Bắc Bắc con ngươi ngưng tụ. Cùng một thời gian, nghe được Phong Trung Túy hô to âm thanh, huyễn kiếm thuật, đây là huyễn kiếm thuật. Mọi người không nên quên, thụ gia không chỉ là Tị Nhân tiên sinh học sinh, trước lúc này hắn càng là theo đệ bát kiếm tiên một trận. Mà mọi người đều biết, đệ bát kiếm tiên am hiểu huyễn kiếm thuật, liền hắn ký danh đệ tử Tiếu Không Động vậy am hiểu đạo này, từ tiểu thụ sao hội không chuyên. Bắc Bắc tâm thần khẽ động, lâm thời biến kiếm, đem phong hầu một chảm, hóa thành hướng xuống chấn áp. Tâm kiếm thuật, tâm ta thanh thản, phá. Ầm vang kim quang nổ rực rỡ, sóng biển hóa công làm phòng. Ở xung quanh người đẩy tuôn ra mà ra, ý đồ khám phá huyễn kiếm thuật, chí ít cũng phải có thể ra huyễn kiếm thuật sơ hở,
hoặc là biên giới a? Không có. Bắc Bắc phóng tầm mắt nhìn quét tới, thế giới vô cùng chân thật, không có một chút kẽ hở. Huyễn kiếm thuật đã sớm giải. Huyễn kiếm thuật vẫn còn, nhưng không có bị khám phá. Liền lúc này, nàng còn không tìm hiểu được, nhìn thấy trước người Từ Tiểu Thụ động. Từ Tiểu Thụ nhẹ nhàng tiến lên Tàng Khổ, lấy chậm chạp nhất, dễ dàng nhất phòng bị, nhưng cũng là quái dị nhất áp chế phương thức, đem mũi kiếm đâm vào không có chút nào phòng bị Bắc Bắc ngực ở giữa. Xùy, cái này tại mình một kiếm đứt cổ thời điểm, giả đến không thể lại giả, liền vẻ kinh hoàng cùng lui bước cùng phòng ngự đều không, liền xuất kiếm động tác đều giả đến nổ mạnh, rõ ràng là cái huyễn tượng Từ Tiểu Thụ. Hắn một kiếm, mang đến chân thật nhất đau đớn. Bắc Bắc kinh ngạc rủ xuống đầu, nhìn qua nơi ngực tràn ra mảng lớn màu máu, cảm nhận được đâm đau tim. Liền lúc này, nàng bên tai lại lần nữa nghe được Phong Trung Túy tiếng thét chói tai. Ta thấy được cái gì? Thụ gia lợi dụng ta thanh âm vì huyễn kiếm thuật, vẻn vẹn lấy giải rác vài câu, lại phối hợp hắn quái dị động tác, tùy tiện lừa gạt qua Bắc kiếm tiên. Đế kiếm độc tôn một kiếm, mình tháo thế, tam phẩm linh kiếm Tàng Khổ, lại khinh địch như vậy phá phòng. Công tâm là thượng sách, cái này mới là gọi huyễn kiếm thuật a. Bắc Bắc con ngươi đột nhiên rung động, sắc mặt trướng thành chiều hồng. Nếu như nói vừa rồi một kiếm kia đâm tâm chưa làm nàng thanh tỉnh, cái này thật đâm tâm, một lời, mới là tại chỗ làm người phá phòng. Không có huyễn kiếm thuật. Hoặc là nói, huyễn kiếm thuật không tại mình ý thức được một khắc này, là tại mình ý thức đến về sau, thừa cơ mà lên. Cái kia lúc ấy như dũng cảm một chút chém xuống đi, đại hải vô cương chém dụng, liền nên là Từ Tiểu Thụ cái cổ. Biết vậy chẳng làm. Xùy, Tàng Khổ từ Bắc Bắc nơi ngực rút ra, nhẹ nhàng đụng một cái, đánh mềm nhũn Bắc Bắc cầm kiếm tay, đánh rớt đế kiếm độc tôn. Tứ lạng bạc thiên cân. Nhưng thắng bại chi điểm, không khỏi tới quá nhanh. Từ Tiểu Thụ nhướng mày, hắn mong đợi kiếm tiên nhiệt huyết một trận chiến, song phương đem hết toàn lực đấu pháp hình tượng, thất bại. Hắn còn muốn học trộm càng nhiều. Nhưng rất nhanh, Từ Tiểu Thụ thu thập hỗn tạp suy nghĩ, tỉnh ngộ nguyên nhân vì sao, giọng điệu hờ hững nói. Cổ kiếm tu mắt không thần Phật, ta tại ngươi trong lòng vị trí quá cao, quá mạnh, thậm chí mạnh đến ta không cần như thế nào xuất kiếm, ngươi liền thất bại tình trạng. Ngươi bại không phải ta, là chính ngươi. Dừng lại, Tàng Khổ tốc độ ánh sáng vạch ra, thiêu phá Bắc Bắc tuyết trắng cái cổ một bên động mạch chủ, máu tuôn ra như suối. Mượn người nào đó một câu giảng, ta một kiếm, chảm trong lòng ngươi thần Phật, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Chương 1496, quân không phải quân này thần không phải thần, thế không phải thế này người vô luân. Xoát, truyền đạo gương trước bát tôn am nhanh chóng quay đầu, vừa vặn đối mặt đồng dạng rút lấy khóe miệng xem ra Cẩu Vô Nguyệt. Hai người trầm mặc, đáy mắt vẻ xấu hổ đây không phải là mơ hồ, là có chút nồng. Rất nhanh, hai người cùng nhau quay đầu đi chỗ khác, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì nhìn về truyền đạo gương. Ân, đạo khung thương ngửi ngửi trong không khí một cỗ không thích hợp mùi khai, hồ nghi liền nhìn sang, các ngươi, đang nhìn nhau cái gì? Bát tôn am nhấn bên dưới thuyết thư nhân chỉ hướng Cẩu Vô Nguyệt cái kia dục dịch tay, bình tĩnh nói, không có cái gì. Tuyệt đối có cái gì. Đạo khung thương hít mũi một cái, trong mắt lại phát ra nóng bỏng ánh sáng. Không ai có thể ở trước mặt mình có được bí mật, lại càng không cần phải nói cất giấu chút cái gì bát quái. Đều không cần hỏi, chỉ lại liếc qua truyền đạo gương bên trên Từ Tiểu Thụ cái kia kiệt ngạo bóng dáng, hồi tưởng lại vừa rồi hắn câu nói kia. Đạo khung thương nghẹn lên cười, chỉ hướng bát tôn am, người nào đó, là ngươi. Không phải. Đạt được phủ định, hắn lại chỉ hướng Cẩu Vô Nguyệt, che miệng lại kho kho cười, nói, là ngươi. Ta không biết ngươi tại ăn nói linh tinh chút cái gì. Cái này hai cổ kiếm tu cơ hồ là một cái khuôn đúc đi ra. Quá bình tĩnh, quá lạnh nhạt, cũng quá khác thường. Tuyệt đối đoán đúng, đạo khung thương hưng phấn đến dậm chân, qua, vài tiếng về sau, ánh mắt trở về tại bát cẩu chi tình bên trên quét lấy, lại chỉ hướng truyền đạo gương, đầu tiên là các ngươi, lại là bọn hắn. Bát tôn am. Cẩu Vô Nguyệt sắc mặt cùng nhau trầm xuống. Đạo khung thương vẫn chưa xong, che miệng tiếp tục cười, âm thanh bên trong tràn đầy dị dạng, đời trước thánh nô cùng bạch y chấp đạo chúa tể cố sự, đời sau, dập khuôn. Bát, cẩu sắc mặt đen chìm như mực. Ha 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 ha, đạo khung thương lớn tiếng làm càn cười, cười cười nhìn phía vị phong, ngươi hiểu ta ý, vừa định nói điểm cái gì, gặp cái này lão tiền bối một mặt đờ đẫn cứng nhắc biểu lộ, gắt gao nhìn chằm chằm truyền đạo gương, đạo khung thương ý cười chỉ trệ. Chẳng phải lấy cớ bách khoa toàn thư lúc ấy thua một lần à, về phần như thế trịnh trọng đối xử. Quả nhiên là người già, cùng người trẻ tuổi có sự khác nhau. Chuyển mà nhìn phía thuyết thư nhân, gặp cái này váy đỏ nam nhân khóe miệng chính một, trên một dưới làm lấy cầu bập bênh vận động, ép đều ép không được. Ngươi dù sao cũng nên hiểu ta ý tứ a. Đạo khung thương biểu lộ vô cùng chính kinh. Thuyết thư nhân sắc mặt cũng liền trong nháy mắt khôi phục thành bình tĩnh. Đạo khung thương lại liền như vậy theo dõi hắn, gắt gao nhìn chằm chằm hắn.
từ con mắt nhìn chăm chú đến thuyết thư nhân khóe miệng. Một hơi, hai hơi, ba hơi, đột nhiên, hắn khóe môi vừa cong, mạnh nữa đè xuống. Cái này phá biểu lộ tùy tiện đem bức tường kia hồng thủy tảng đá cho nạy ra đi, thuyết thư nhân cười, rốt cuộc không kéo được. Phốc, nhưng một cười ra tiếng về sau, hắn tu dưỡng tốt đến có thể chợt đem trên mặt hóa thành không chút biểu tình. Lại nhìn không chớp mắt, không nhìn tới bát, cẩu hai người. Tôn trọng, vẫn là muốn cho đến, dù sao đó là ca ca, ha 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 ha. So sánh với nhau, đạo khung thương liền lộ ra không có chút nào nội hàm. Hắn làm càn cười, thậm chí kích động đến đập lên đùi, chỉ vào thuyết thư nhân như gặp chi kỷ nói, ngươi hiểu ta ý tứ. Im miệng, được không? Cẩu Vô Nguyệt cũng nhịn không được nữa, yêu kiếm dục dịch. Wa ha ha ha, đạo khung thương cười to theo đầu ngón tay rời một cái, cơ hồ là tại thiếp mặt mở lớn, không nói gì, dáng tươi cười dần dần biến thái. Cẩu Vô Nguyệt hít một hơi thật sâu, nhàm chán. Đạo khung thương khuôn mặt tươi cười cứng đờ, chợt tại chỗ biến dị, thanh âm đều bén nhọn một chút, nhàm chán. Hắn nói ta nhàm chán. Hắn chỉ hướng thuyết thư nhân, đều 50, 60 người, hắn thừa câu tiếp theo nhàm chán có thể nói, lại không phản bác được, qua cạc cạc rát, thuyết thư nhân đã không cười được trong. Làm sao đến mức đây, như thế bóc người vết sẹo, một tầng lại một tầng. Hắn nhìn lên trước mặt cái này ôm bụng cười cười to, cười đến xoay người. Cười đến không có chút nào ngày xưa đạo điện chủ hình tượng trung niên nam nhân, đột nhiên cảm thấy lớn lao kinh khủng. Ca ca nói không sai, gia hỏa này bị đạo điện chủ ba chữ đè ép 3-40 năm, càng bưng 3-40 năm, rốt cục đụng đáy bắn ngược. Hắn thanh xuân phản nghịch kỳ, tại người khác thời mãn kinh thời điểm cường thế phát tác. Hắn lấy xuống thuộc về đạo điện chủ mặt nạ, làm về bản thân về sau, làm ra một cái liền cười đều để người cảm thấy sợ hãi bản thân. Thiên cơ thần sứ có hình thái tự do. Đạo khung thương, trực tiếp giải phóng hình thái biến thái. Không tốt cười sao? Phát giác được không ai đi theo mình cười về sau, đạo khung thương xóa sạch nước mắt, hào không xấu hổ ngồi về tới truyền đạo gương trước. Liền nửa điểm trì trệ đều không, hắn nói sang chuyện khác tơ lụa trình độ làm người ta nhìn mà than thở, chỉ hướng tấm gương, liền nói với Cẩu Vô Nguyệt, bạch y chấp đạo chúa tể còn không có thua, đúng không? Cẩu Vô Nguyệt liền ánh mắt đều không chuyển động một cái. Hiển nhiên, hắn đã không thèm để ý cái này mất khống chế về sau. Lại không có lo lắng, cũng không có người có thể át ra hỏa. Đạo khung thương liền tiếp theo nhìn về phía bát tôn am, bình tĩnh nói, một câu có thể làm phế một cái cổ kiếm tu lời nói, lão cẩu sớm đã chết ở năm đó bát cung bên trong, bắc bắc vậy tuyệt không khả năng trở thành cổ kiếm tu. Ngươi nói đúng không, vĩ đại đệ bát kiếm tiên. Bát tôn am mí mắt phải cuồng loạn, cuối cùng hút lấy khí lạnh, nghiêng đầu đi, ngươi có thể yên tĩnh một hồi. Đạo khung thương thế là trầm mặc nhìn về tấm gương. Liền ở chung quanh mấy người cho là hắn có thể an tĩnh thời điểm. Gia hỏa này lại làm lấy truyền đạo gương trước chen lấn chật như nêm cối, thảo luận đến xôn xao hơn ngàn người mặt, bỗng nhiên đứng dậy, quát lớn nói, tốt một cái huyễn kiếm thuật, tốt một cái thất kiếm tiên. Rồi nghị âm thanh dừng lại, đám người đồng loạt ngoái nhìn. Nhưng gặp vị này đạo khung thương diễn viên đang hấp dẫn hoàn toàn trận chú ý về sau, mở lớn hai tay, tình cảm giạt rào hát vang nói, một kiếm đông đến A, một kiếm tiên say uống hoàng tuyền A, đi trời xanh. Không làm hồng trần a khác kéo ta, buông ra, thả ta ra, làm càn. Bản điện đạo khung thương, ta nhìn ai dám động đến, ôi chao. Cùng bán nguyệt vịnh truyền đạo gương trước nháo kịch khác biệt, Ngọc Kinh Thành giờ phút này không khí đó là thảm đạm vô cùng. Bắc Bắc bưng bít lấy cái cổ, máu từ khe hở bên trong tràn ra, đầy mắt viết không thể tin. Ta, bại, cái này vừa mới bắt đầu, liền kiếm đều không đụng lên một lần. Mình tất cả vốn liếng, thậm chí không có xuất ra một phần ngàn. Tại cái này cả thế gian đều chú ý kiếm tiên trận chiến đầu tiên bên trong, Bắc Bắc tưởng tượng qua mình sẽ bại, nhưng cũng nên là tại đem hết toàn lực về sau, có thể bởi vì cờ kém một nước mà bại. Tuyệt không phải dưới mắt như vậy, vừa mới bắt đầu, liền kết thúc. Sở hữu người đều đang nhìn lấy A. Đông vực táng kiếm mộ, Nam vực phong gia, toàn bộ thế giới cổ kiếm tu quần thể đều đang chăm chú A. Từ tiểu thụ kiếm, thậm chí chỉ có tam phẩm, liền đế kiếm đế tôn vỏ kiếm phẩm chất đều so không kịp. Làm sao có thể một kiếm bại ta? Không phải, Bắc Bắc trợn tròn mắt, sững sờ nhìn qua trước người cái kia áo đen bóng dáng, có miệng khó trả lời. Cái gì gọi là không phải? Từ tiểu thụ thu kiếm đứng lặng, lạnh nhạt nói, thừa nhận thất bại, có khi so thất bại càng khó. Thừa nhận mình một kiếm bị bại, bại vào bản thân, thì so thừa nhận thất bại càng khó. Bắc Bắc sắc mặt quẫn bách. Nàng có quắp ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua thị nhân tiên sinh. Cướp qua phong thính trần tiền bối, dư quang còn liếc tới Dương lão, Cốc lão, Liễu Phù Ngọc, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là lạnh nhạt biểu lộ. Bọn hắn cũng không có làm bất luận cái gì trào phúng, chỉ là thần thái bên trên viết một chút đau lòng cùng đồng tình. Cái này so với âm thanh trào phúng càng thêm làm cho người khó chịu.
Phần này đồng tình, giống như đồ bố thí, càng làm cho Đường Đường kiếm tiên cảm thấy vô tận khuất nhục. Ta không có bại Bắc Bắc phản cầm đế kiếm, bỗng nhiên nhổ lại thân hình, đứng ở không trung quan sát phía dưới đông đảo cổ kiếm tu, hoảng sợ quát, Từ tiểu thụ, ta còn không bại. Không có. Từ tiểu thụ dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một đạo xôi trào thần hồn. Nhìn qua đầu kia đỉnh vô hình mũ miệng, quý giá như là nữ đế Bắc kiếm tiên, hắn phẳng phất thấy được lại một đóa kiêu ngạo tiên diễm đóa hoa. Các nàng sinh trưởng ở thánh đế Nhiêu thị, Bắc thị nhà ấm bên trong, hưởng dụng cao cấp nhất tài nguyên, bại tận qua thiên hạ địch thủ, nhưng lại chưa bao giờ chân chính đối mặt qua bản thân. Bất luận là ngồi đáy giếng nhìn trời tình kiếm thuật, hoặc là đế kiếm độc tôn gia chỉ bên dưới vạn kiếm thuật, toàn bộ cao tại trong mây, lại toàn bộ đều là cái kia không trung lâu các. Từ tiểu thụ một lời, liền kéo xuống Bắc Bắc tấm màn che, ngươi chỉ là không có bại qua, không phải từ trước tới giờ sẽ không bại. Ngươi đánh rắm. Từ tiểu thụ ngươi im miệng. Bắc Bắc lên cơn giận dữ, trong mắt đỏ tươi lóng lánh, ta như vậy, sao sẽ không tiếp thụ được? Bất quá chỉ là khu khu huyễn kiếm thuật, ta cũng biết. Nàng đem đế kiếm quét ngang, treo ở cái cổ trước đó. Đột nhiên lại một chém ra, kiếm quang chói lọi, xẹt qua chân trời, ẩn trốn tại không, thấu đạo. Một kiếm này, xuyên qua không gian, càng xuyên qua thời gian. Không ngừng vận dụng lên 3.000 kiếm đạo bên trong thấu đạo, có thể bỏ qua tất cả phòng ngự, càng am hiểu sâu hơn huyễn kiếm thuật chân ý. Với tới thời không nhảy vọt cảnh giới, huyễn kiếm thuật, cảnh giới thứ nhất, Bắc kiếm tiên cũng biết. Phong trung túy thanh âm hợp thời vang lên, lại đem hình tượng nhắm ngay thụ gia, cái này coi là đánh lén sao? Thụ gia phản ứng đến tới sao? Từ tiểu thụ thậm chí chưa từng động qua một cái, thân hình chỉ ở trong kính trong tấm hình xê dịch. Hô, gió bắc tung bay tuyết, hồng mai nhẹ nhàng. Kia kiếm quang từ trên người hắn xuyên thấu mà ra, mà từ tiểu thụ thân hình, thì hóa thành hư vô. Phong trung túy quá hiểu kiếm. Hắn trực tiếp đem hình tượng một nửa, để lại cho khóe môi đã phủ lên cười đến Mai Tị Nhân, kích động nói, hồng mai tam lưu, hoa dụng giới. Đây là Tị Nhân tiên sinh kiếm, hoa dụng giới vận dụng tâm kiếm thuật, không có kiếm, mấy đại kiếm lưu kết hợp, đây là so Bắc kiếm tiên tầng thứ cao hơn kiếm thuật vận dụng, lại đem truyền đạo gương nhắm ngay chiến trường. Quả nhiên, nương theo hoa dụng phiêu hồng, thụ gia cùng Bắc kiếm tiên thân thể hư ảo, trong chiến trường không gặp lại hai người thực thể. Nhìn ta, phong trung túy trung bình tấn vừa hạ. Ánh mắt biến đổi, nắm lấy truyền đạo gương rót vào kiếm ý, khởi động công năng cao cấp, liền đem xem như kiếm bàn chém ngang mà qua. Vô kiếm thuật, không có kiếm lưu. Hư thực một cái chuyển đổi, truyền đạo gương hình tượng, bị đổi thành mơ hồ hình thái ý thức. Tại bực này dưới tấm hình, thiên địa là hư vô phiêu miếu, linh khí là đủ mọi màu sắc. Hiện trường cái khác người toàn bộ hóa thành hơi mờ, liền tồn tại đều mô phỏng bị xóa đi. Trong cuộc chiến, lại nhiều một đạo sáng chói kim lòng ý tưởng, cùng một tòa cao ngạo lâu đen. Lâu đỉnh bên trong, đang đứng một người, nghiêng cầm hắc kiếm, đối xử lạnh nhạt xem đến. Không tốt, Mai Thị Nhân bạo trùng mà ra. Hắn một cái có thể nhìn ra từ tiểu thụ đang thi triển hoa dụng giới, đem Bắc Bắc kéo vào hình thái ý thức tác chiến đồng thời, trước tiên mở hắn tâm kiếm thuật. Hắn tâm kiếm thuật, đối cổ kiếm tu mà nói, tất cả đều là bạo kích, phong trung túy làm sao có thể thừa nhận được. Vừa vận hình vừa đặt vào hư ảo. Đặt vào hoa dụng giới, Mai Tị Nhân thấy được hưng phấn không thôi một đoàn mùi rượu, biến nặng thành nhẹ nhàng còn có thể giải thích, tâm kiếm thuật, trước mắt thần Phật. Thụ gia chủ động, không, hắn là phát sau mà đến trước, hắn tâm kiếm thuật cũng không phải trước mắt thần Phật, ngược lại cùng ma khí có quan hệ. Mai Tị Nhân giật mình. Tiểu tử này, dù là từ tiểu thụ không có nhằm vào hắn, nó tâm kiếm thuật dư ba cũng có thể tác động đến cổ kiếm tu, huống chi phong trung túy chủ động tham gia hoa dụng giới. Nhưng hắn không chút nào chịu dư ba ảnh hưởng. Nó tâm tính, cường đại dị thường a. Tâm kiếm thuật, trước mắt đều là ma. Truyền đạo gương khó khăn lắm đem hình tượng truyền ra thời điểm, sở hữu người đều nghe được cái kia một tiếng để, cho người ta dùng mình lạnh lẽo âm thanh. Trước mắt đều là ma. Người ngoài cuộc không có cảm thụ, bởi vì từ tiểu thụ một kiếm này, chỉ nhắm ngay một người. Duy nhất bị nhằm vào Bắc Bắc, cảm xúc vốn cũng không quá ổn định, cái nhìn này xem đi, đơn giản con người địa chấn. Khi thấy cái kia kiếm thần cô lâu ảnh ý tưởng, nhìn thấy cái kia cô lâu đỉnh đại biểu trong lòng mình thần Phật tín ngưỡng hình tượng, hắn nghiêng mặt qua đến thời điểm, lại vẫn là cái kia từ tiểu thụ. A, đỏ tươi cùng quỷ khí, gần như đồng thời xâm nhập Bắc Bắc hình thái ý thức, nàng phát ra rít lên một tiếng, ta không có bại. Không có. Long ngâm lóe sáng hoa dụng giới. Đế kiếm độc tôn thông suốt bộc phát ra cường đại trùng kích, lại ra ngoài ý định, đem cái này hồng mai tam lưu thứ nhất lưu cho xé rách đến vỡ nát. Từ tiểu thụ không khỏi trì trệ. Hắn kiếm, bị Bắc Bắc không hiểu bạo phát giải khai. Bắt nguồn từ nàng cái kia vừa hô. Không, bắt nguồn từ đế kiếm độc tôn. Không thích hợp, phong trung túy chiến đấu xúc giác không yếu,
Vậy ý thức được cái gì? Chuyển đạo gương hình tượng tùy theo chuyển một cái, hết thảy từ hư ảo hình thái ý thức trở về. Sở hữu người lần đầu tiên nhìn thấy, đương nhiên đó là cái kia quý giá bên trong nhiễm lên màu đen ma khí Bắc Kiếm Tiên. Tiếp theo, mới là hơi có giật mình thụ ra. Bắc Kiếm Tiên, tẩu hỏa nhập ma. Phong Trung Túy kinh quát một tiếng, có chút không dám tin tưởng, lại tự hỏi tự trả lời nói, là, nàng liền là tẩu hỏa nhập ma, các ngươi khả năng không biết, từ tiểu thụ tâm kiếm thuật ý tưởng là kiếm thần, ý tưởng. Như vậy ý tưởng đối cổ kiếm tu mà nói trùng kích quá lớn, vừa rồi ta vậy có chút thất thần. Nhưng ta cái này người đi, nói đơn giản một chút không tim không phổi, muốn nói phức tạp một điểm đi, cái kia chính là, im miệng. Bắc Bắc bỗng nhiên một tiếng quát lớn, nhiễm lên màu đen ma khí đế kiếm độc tôn. Ứng Thanh bị nàng một kiếm chấn cắm hư không bên trên. Oanh! Màu vàng đen sóng kiếm, cuồn cuộn đẩy ra. Ở đây sở hữu người cổ kiếm tu, cùng nhau sau lưng rút lui, phi tốc lui rời chiến trường. Ma khí xâm nhập cũng không là một chuyện tốt. Đặc biệt là Mai Tị Nhân, liếc qua truyền đạo gương về sau, trong đầu hiện lên vô số cái khả năng, trượt đến còn nhanh hơn thỏ. Phong Trung Túy giật nảy mình, pháo ngữ liên tiếp nói, ta trước im miệng một cái đi, tẩu hỏa nhập ma dù sao không tốt lắm làm. Bắc Kiếm Tiên nếu có thể từ đó đi tới, trên tâm cảnh làm tiến thêm một bước, nếu không thể, làm không tốt hôm nay liền muốn mệnh tang. Im miệng. Bắc Bắc mãnh liệt đem đế kiếm nhổ đến. Nàng ngược lại là có thể ngăn chặn mình không đi làm chát chát chiến cuộc bên ngoài người, chỉ đem cái này lửa giận, toàn bộ phát tiết tại đối diện địch thủ, ta. Từ trước tới giờ. Không. Bại. Ông. Làm cái kia tám mặt đế kiếm từ không gian bên trong rút ra, như từ vỏ kiếm bên trong bị rào rào rút lên thời điểm, nó biến mất. Lưu cho đám người cuối cùng hình tượng, là đế kiếm kiếm cách bên trên trừng mắt trợn mắt, nhưng thành máu đỏ tươi cùng đen, sát y mãnh liệt. Bốn phía chiến cuộc đột nhiên biến đổi. Bắc Bắc bỗng nhiên ngước mắt, điên nhiễm ma khí một thân, trong mắt bay ra kim quang sáng chói, lại từ tẩu hỏa nhập ma tư thái bên dưới thanh tỉnh trở về. Mượn nhờ như vậy nhập ma phía dưới trùng kích, đế kiếm độc tôn không phải biến mất, là cùng nàng hợp hai làm một. Từ tiểu thụ nghĩ đến nơi đây, con ngươi ngưng tụ, nhìn ra cái này là vì sao? Đem dọa đến cuộn tròn đến trên cánh tay mình tàng khổ nhổ thẳng, kiên cường điểm, ngươi cũng không phải không gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Phong Trung Túy vậy sửng sốt, giải thích cũng không khỏi dừng lại, cái này, đây là... Bắc Kiếm Tiên là cao quý thất kiếm tiên, có thể nhanh như vậy từ trước mắt đều là ma trong trạng thái đi tới, hắn có thể lý giải. Cái này mượn nhờ ma khí nhập ma, lại mượn ma uy chi nộ mà phá ma, trở về lúc lại chấp trưởng ma quân đế ý, nhân kiếm hợp nhất người, đây, vì sao các loại kiếm thuật? Phong Trung Túy chưa đạt được cái kia lớn mật kết luận. Chân trời, Bắc Kiếm Tiên dưới chân, đã chậm chậm xoáy dương mà mở màu vàng áo nghĩa trận đồ. Cửu thiên phía trên, càng truyền đến là lướt phiêu miếu âm thanh, lãnh đạm vô tình cảm xúc, như xem súc vật sinh, quân không phải quân này thần không phải thần. Thế không phải thế này người vô luân. Pháp không phải pháp này đạo không phải đạo, kiếm không phải kiếm này ta độc tôn. Oanh! Cái kia cỗ quét sạch mở rộng ra hắc kim kiếm ý, từ truyền đạo gương bên trên dâng lên mà ra. Lật ngược năm vực các nơi quan chiến cổ kiếm tu. Ta độc tôn, tôn, cuồn cuộn hồi âm, truyền lượt thiên địa. Nghe tiếng người đều sinh lòng hoảng sợ, kính sợ không hiểu. Kiếm tốt, Cố Thanh Nhị, Cố Thanh Tam trực tiếp tại táng kiếm mộ trước nhảy lên, nhìn không chuyển mắt, ánh mắt đều muốn bị hút đi vào. Đại sư huynh hẳn là đến nhìn một chút, không? Hắn cũng không cần, nhưng chúng ta cần. Cũng là, các ngươi đang nói cái gì, có người xem không hiểu. Nhưng si kiếm giả căn bản không dành trả lời, toàn bộ đám chìm trong truyền đạo gương truyền tới trong kiếm ý. Hoàn mỹ phù hợp, Tô Thiển Thiển nắm chặt ma kiếm vạn binh ma chủ, trong lòng không khỏi vì đó nắm chặt. Nếu như mộ danh Thành Tuyết vẫn còn, cũng nên cùng mình bồi dưỡng được bực này ăn ý ra. Lấy ma phá pháp, lấy người phá người, thích làm gì thì làm, lại không vượt khuôn, tốt, nàng có tiến bộ. Một bên khác, Cẩu Vô Nguyệt nhìn chăm chú trong kính tiểu cô nương kia, xem thấu bóng người sau cái kia kiếm. Hắn nắm thật chặt yêu kiếm Nô Lam Chi Thanh, trong mắt lại không nửa điểm vẻ hâm mộ. Đây chính là, mặt mũi bầm dập đạo khung thương quay đầu qua, nhìn về phía thơ ơ bát Tôn Am. Hắn biết người này đối với cái này đường cảm ngộ sâu nhất, càng danh xưng cái gì kiếm đều có thể giải. Ân, bát Tôn Am không nói gì, chỉ là gật đầu khen ngợi. Oanh, kiếm ý không chỉ có xuyên thấu truyền đạo gương, càng tại tàn phá bừa bãi cả tòa Ngọc Kinh Thành. Phạm vi vạn dặm nơi, tại Bắc Bắc nhân kiếm hợp nhất thời điểm. Tại cái kia là lướt đạo âm nhiễm sinh thời điểm, bỗng nhiên bay vụt mà lên vàng son lộng lẫy đế hoàng cung điện. Trên điện vạn kiếm ngưng tụ, làm thần tử vái chào bái hình, trong thiên hạ đều thần phục. Ngoài điện kiếm minh vô số, như cái kia thiên quân vạn mã, đạp lăng yên cuồn cuộn mà chạy tới, từ tiểu thụ cô đơn bị khốn, đưa mắt không ai giúp. Hắn lại cũng không nhìn thấy Tị Nhân tiên sinh,
càng nhìn không thấy cái kiểu ồn ào phong trung túy. Hắn lại một tay cầm tàng khổ chuôi kiếm, một tay nắm lấy tàng khổ mũi kiếm, đem vuốt đến thẳng tắp đồng thời. Từ từ nhắm hai mắt, cảm thụ được cuồn cuộn hoàng ân, vô tận đế uy, yên lặng tiêu hóa cái này thấy duy nhất hoàn mỹ phù hợp. Bên tai, chợt có tiếng quát lạnh lên, như chùa xưa chuông lớn, chấn tâm thần người. Đế kiếm thiên giải. Chương 1497, song kiêu long hậu bảy đồ trụ, giết hết không phục đợi làm thịt chu. Mai tị nhân ngưng âm thanh vừa quát. Đám người đi theo hắn liên tục lui, bán thánh đều không ngoại lệ. Chiến trường, hoàn toàn bị cái kia vàng son lộng lẫy cung điện bao trùm, từ tiểu thụ liền bóng người đều nhìn không thấy. Ngược lại là phong trung túy giơ truyền đạo gương bên trên, có thể thấu qua cung điện, mơ hồ câu vẽ ra bên trong một chút cái quang cảnh. Diệp tiểu thiên đồng dạng tại lui. Hắn còn kém giơ ngọc kinh thành đường chạy, ngẫm lại cái này lại quá buồn cười. Cái này thành đến cùng là mình, vẫn là đạo toàn cơ, hoặc là từ tiểu thụ. Làm sao không có một cái người muốn quản đâu. Hắn muốn giữ lại chung sinh tử, lại cảm giác quá phiền phức, cuối cùng mắt vừa quay qua quay lại, vẫn là giơ lên thế giới trong tay, nhổ thân rời xa. Đế kiếm độc tôn thiên giải. Hoàn mỹ phù hợp trạng thái dưới bạo phát. Bắc bắc đây là không có ý định thử, liền áp đáy hòm thủ đoạn đều móc ra a. Nhưng, quả không hổ là kiếm tiên, đặt mình vào rộng lớn cung điện, từ tiểu thụ không sợ hãi, đem quanh mình hết thảy biến hóa thu hết vào mắt, thậm chí dám đặt mình vào nguy hiểm. Hắn kiến thức qua danh kiếm thiên giải. Mạnh nhất lần kia, vẫn phải thuộc tị nhân tiên sinh thái thành kiếm thiên giải, có thể đối cứng vọng tắc thánh đế ý niệm hóa thân. Nhưng chính là mạnh nhất. Tị nhân tiên sinh cùng thái thành kiếm không hợp, cái kia thuộc về cưỡng ép thiên giải, lực lượng yếu không ít. Giống như bắc bắc như vậy. Lấy kiếm tiên chi tư, cầm hỗn độn ngũ đại thần khí cấp bậc danh kiếm thiên giải, từ tiểu thụ còn là lần đầu tiên gặp, lại là hoàn mỹ thiên giải. Duy nhất tiếc nuối là, nàng cảnh giới yếu đi tị nhân tiên sinh không chỉ một bậc, đoán sơ qua, đến có bán thánh cấp chiến lực, lại không dừng phổ thông bán thánh. Cái này có lẽ chính là nàng có thể trèo lên bảng thất kiếm tiên, đảm nhiệm được bạch y chấp đạo chúa tể chức căn nguyên. Sợ sao? Từ tiểu thụ cúi đầu, nhìn xem cứng rắn kéo kéo không thẳng, run rẩy tàng khổ. Ô. Tàng khổ cơ hồ là tại nghẹn ngào, ai không sợ a? Bắt đầu từ đế kiếm phía trên, từ tiểu thụ đều chưa từng nhìn ra qua có như thế sung mãn cảm xúc kiếm linh. Hắn kích tướng nói, ngươi nếu là sợ, ta hiện tại liền có thể đổi ngươi hai cái lão đại ca đi ra, nhưng ngươi đời này không cần nghĩ lấy lại siêu việt bọn hắn. Băng! Tàng khổ bỗng nhiên bắn ra, thân kiếm kéo căng thẳng tắp. Kiếm minh âm thanh, tại cái này huy hoàng trong cung điện tiếng vọng không dứt. Từ tiểu thụ cười bắt lấy nó. Nhẹ nhàng lắc một cái, sắn cái kiếm hoa, tới oanh. Phong vân gào thét, thiên địa biến sắc. Muôn người chú ý dưới, năm vực truyền đạo gương trước đám người, nhưng gặp cái kia vây khốn thụ ra to lớn đế vương hành cung bên trên, bỗng nhiên ngưng tụ ra một thanh cao vạn trượng tám mặt đế kiếm hư ảnh. Nó cao nhập mây xanh, treo rủ xuống chưa rơi, to lớn mũi kiếm đã đâm vào đế vương hành cung bên trong. Nó nhưng đứng ở đây, chưa từng sắc lệnh, liền vòng tới phạm vi mấy vạn dặm không hết kiếm ý, từng bước vũ trang ngưng thực mình. Hô hô hô, Ngọc Kinh Thành bên ngoài thế giới trong tay bị thời không nhảy vọt xuyên mở, vô số linh kiếm gào thét mà đến. Từng chuôi phi kiếm tại tiến lên quá trình bên trong bị nhuộm thành màu vàng, lại phun ra kiếm quang, hội tụ thành đầu màu vàng kiếm long. Rầm rầm rầm, thành trì bên ngoài, vây xem kiếm tiên, kiếm thánh, lệ thuộc Ngọc Kinh Thành quanh mình các nơi chi kiếm lực, đi theo điên tuôn ra mà đến hùng vĩ kiếm triều. Cái kia triều từ bốn phương tám hướng quét sạch mà lên, từ các thức kiếm ý phác họa hình thành. Cuối cùng vậy đổ bê tông thành một đầu màu vàng kiếm long. Hai đạo kiếm long, liền như vậy gõ mở đế hoàng cung điện đại môn, giết tiến vào đế kiếm bên trong. Truyền đạo gương hình tượng biến đổi, đi đến thiên giải ý tưởng bên trong. Nhưng thấy cung điện mái vòm đã bị phá ra, thò vào đến phẳng phất đủ để diệt thế cự kiếm mũi kiếm. Người tại dưới kiếm, như trong sa mạc treo kiếm giọt xương, trò chuyện lấy giải khát, nhưng không có ý nghĩa. Đế kiếm song kiêu long, nương theo một tiếng này lên, trong điện duy nhất chí cao vương tọa phía trên. Lại hiện ra một tôn quý giá nữ đế hư ảnh. Nàng chỉ nhẹ nhàng lơ lửng lên hai tay. Oanh! Oanh! Ngoài điện hai đạo to lớn kim long, ngừng lại mang theo vạn kiếm xông tập chi thế, cần vương hộ giá. Chỉ vẻn vẹn là dư ba quét qua, kiếm y kia liền như vạn trượng sóng thao, phút chốc chìm che thuyền cô độc, che mất đế vương hành cung bên trong bị khốn từ tiểu thụ. Thụ ra chết. Phong trung túy vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên, tranh thủ thời gian đem hình tượng phóng đại. Sở hữu người vội vàng nhìn lại, chỉ gặp kiếm ý thủy triều bên trong, như lục bình không dễ thụ ra, hắn liền là căn. Hắn đâm căn hư không, mặc cho kiếm ý mãnh liệt sâu thể mà qua, thờ ơ, hắn xem kiếm thành niệm, đầu ngón tay phủ qua tàng khổ, tiếp theo thuận thế vẩy lên. Bát kiếm thức, oanh, ngàn vạn thủy triều, lúc ấy nghịch chuyển.
Trôi chảy tàng khổ một kiếm đọc lên, chém về phía vương tọa bên trên nữ đế bóng dáng. Gạt đạo, nghịch đạo. Phong Trung Túy kêu sợ hãi mà lên, hắn nghịch chuyển xong kiêu long kiếm ý thủy triều, lấy kiếm niệm vì phong, trả lại một kiếm. Đây là nhị đại triệt thần niệm. Hình tượng cắt tới vương tọa bên trên nữ đế hư ảnh. Gặp nó đạp không mà đứng, hai tay tay áo bên dưới riêng phần mình gọi đến kim long quấn quanh, không giận tự uy. Không có sai. Song kiêu long vừa rồi chỉ là dư ba. Song kiêu long là vạn kiếm thuật tuyệt đối đế chế biểu hiện, Bắc kiếm tiên đối cảnh giới này vận dụng, đơn giản lô hỏa thuần thanh. Hiện tại, mới là đế kiếm thiên giải sau chân chính thủ đoạn công kích, nhưng phải mở to hai mắt nhìn tốt. Nương theo Phong Trung Túy cái này kích tình bành trướng một tiếng kết thúc, đế vương hành cung bên trong, đột nhiên nổ lên lạnh lẽo một âm, ngỗ nghịch người, chu. Nữ đế phất tay áo hất lên, dưới cánh tay phải kim long nhô ra, đi. Ngao. Tiếng long ngâm nhấc lên không gian chập trùng, làm cho truyền đạo gương hình tượng đều xuất hiện vặn vẹo. Tiếp theo một cái chớp mắt, cùng lấy kiếm niệm cầm đầu kiếm ý thủy triều oanh ở cùng nhau. Bành 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 bành, cái kia kịch liệt nổ tung âm bạo, tầng tầng đẩy điệt vạn vẹo không gian, giống như là muốn cách truyền đạo gương, đem sóng khí hận mặt đánh tới năm vực người quan chiến trên mặt. Bất quá chỉ là một sát rằng có tàng khổ gánh không được. Phong Trung Túy mắt sắc, lập tức kêu to lên, tam phẩm linh kiếm, như thế nào kháng được hỗn độn thần khí đế kiếm giải phóng oai? Thụ ra đây là đang làm cái gì? Muốn chết khác kéo tàng khổ xuống nước a, cái này kiếm tốt có linh tính, đưa ta thôi. Két. Mọi việc đều thuận lợi kiếm niệm, lần thứ nhất xuất hiện thất bại, bị đế kiếm sau giải phóng tuyệt đối đế chế ý chí biểu hiện kim long, cắn xé thành mảnh vỡ. Từ tiểu thụ sắc mặt nghiêm túc, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người tại tấn công chính diện thủ đoạn bên trên, cứng rắn qua triệt thần niệm. Chu. Nữ đế một tiếng tuyên án, kim long vào đầu cắn tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, từ tiểu thụ vô ý thức muốn giơ kiếm chặn lại, cảm nhận được tàng khổ run lẩy bẩy cảm xúc về sau, phát hiện con hàng này phẩm chất cũng không được. Cho nên khi đối mặt bực này tầng cấp công kích lúc, làm chỉ có thể lấy cổ kiếm tu phương thức ứng đối lúc. Ta thứ nhất lựa chọn, cũng là hữu tứ kiếm. Vậy ta không phải cũng dựa vào hữu tứ kiếm hung danh hồi lâu. Nếu ta là bát tôn am, là mai tị nhân, trong tay chỉ còn một thanh kiếm nát, cái này đế kiếm thiên giải, nên như thế nào lấy yếu thắng mạnh? Cực kỳ nguy cấp. Từ tiểu thụ chỉ có thể một kiếm rút ra, quanh thân rực rỡ mở thanh hà kiếm giới. Tàng khổ tùy hành thời khắc, lại hóa thành to lớn vẩy thiên thanh sắc đại kiếm. Một tích tắc này, kim long đột tiến thời gian, đều xuất hiện thoáng trì hoãn. Hồng mai tam lưu, thanh thời kiếm. Oanh! Áp xúc toàn bộ thanh hà kiếm giới, lại lấy phá không phá thời phương thức chém ra thanh thời kiếm. Hung hăng gọt tại song kiêu long cái này một đạo cánh tay phải kim long, đầu lâu bên trên. Thụ ra điên rồi. Bên ngoài sân, nhìn thấy một màn này Phong Trung Túy tay đều lắc một cái. Hắn còn chưa từng tiếp tục ngôn ngữ, tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người biết hắn lời ấy vì sao. Két! Thanh thời kiếm sụp ra vết rạn, bên trong tàng khổ kịch liệt chấn động, lại cũng cho toát ra trên thân kiếm một khối màu đen mảnh vỡ. Lấy lực phá lực, phương pháp này cố nhiên là tốt, nhưng tàng khổ quá giòn. Nó vốn không giòn, so sánh đế kiếm thật không so được a. Thụ ra đây là muốn nuôi một thanh kế kiếm gãy thanh cư, về sau kiếm gãy tàng khổ sao? Phong Trung Túy con mắt đều trợn tròn. Gánh không được chỉ là như thế đụng một cái, từ tiểu thụ ngừng lại. Tiếp nối hồng mai tam lưu thứ hai lưu. Đều gánh không được đế kiếm thiên giải trùng kích. Cái kia cái khác, đoán chừng vậy đều không được. Quá cứng. Bắc Bắc cùng đế kiếm nhân kiếm hợp nhất, quả thực là đem nàng chiến lực cất cao đến mức cực hạn đỉnh phong. Đây chính là hoàn mỹ thiên giải uy lực. Rút lui. Từ tiểu thụ nhưng không nỡ tàng khổ cứ như vậy bị đứt đoạn. Thanh thời kiếm chạm đụng thời điểm, tại chỗ cất kiếm. Nhưng cái này vừa rút lui, triệt tiêu cũng không chỉ là thanh thời kiếm. Không chỉ là tàng khổ, càng có từ vừa mới bắt đầu tích xúc mà đến tất cả thế. Kim Long chi ảnh, lập tức sâu ngực mà qua, màu máu bay nhiễm toàn bộ đế vương hành cung. Phong Trung Túy kinh gào âm thanh hợp thời vang lên, bị thương. Nghe nói liền tuyển cơ điện, ôi chao, lão gia chủ đừng đánh. Dù sao nghe nói thụ gia đã rất ít sẽ bị người đánh ra máu, hiện tại liền cái nào đó. A, chút bán thánh đều bắt hắn hoàn toàn không có cách nào. Vì tàng khổ, hắn lại nhịn đau lấy tự thân ăn xong kiêu long một kích. Ta quá yêu, nhưng, hắn sẽ hối hận. Đế vương cung điện bên trong, từ tiểu thụ kêu lên một tiếng đau đớn, thấp mắt nhìn lên, lồng ngực chỗ vết thương đã khỏi hẳn liền lúc này. Hắn đột nhiên cảm giác không đúng, thể nội khí huyết đang nhanh chóng sôi trào, mờ mịt sinh mà ra từng đạo kim sắc kiếm khí. Kiếm khí trong thân thể hóa thành vạn kiếm ghé qua, bắt đầu trắng trợn phá hư, cuối cùng bị đỉnh đầu cái kia to lớn đế kiếm triệu hồi. Đột nhiên, truyền đạo gương trong tấm hình. Thụ ra một thân tư bắn ra vô số kim sắc kiếm khí,
mang ra đầy trời sương máu, trở về treo ở đế hoàng cung điện đỉnh che trời cự kiếm. Chuôi này xuyên phá tầng mây thế giới kiếm hư ảnh, nhất thời càng ngưng thật một chút. Từ tiểu thụ, thụ thương. Giờ khắc này, truyền đạo gương trước, Cố Thanh Nhị, Cổ Thanh Tam, Kiều Thiên Chi, Tiếu Thất Tu, Tân Cô, Thuyết Thư Nhân các loại, hết thảy cùng từ tiểu thụ quan hệ thân thiết người, cùng nhau cúi người hướng phía trước, thần sắc khẩn trương. Cái này liền thánh đế Kỳ Lân cũng dám tay xé ra hỏa, tại bị hạn chế chiến lực về sau, tình huống bây giờ là, thật không đối phó được đế kiếm thiên giải. Thất kiếm tiên bắc, kinh khủng như vậy. Hắn coi thường đế kiếm, vậy coi thường thiên giải Cẩu Vô Nguyệt nhẹ giọng nỉ non. Không sai, ta Bạch Y Chấp Đạo Chúa Tể, như thế nào chỉ là hư danh. Đạo Khung Thương vẫn là theo thói quen đứng ở thánh thần điện đường cái này một phương. Cẩu Vô Nguyệt trầm mặc ngoái nhìn, liếc mắt nhìn hắn. Có khi hắn là thật không làm rõ ràng được cái này bựa lão đạo là, vô ý thức châm biếm, còn là cố tình làm, cũng hoặc là mình thần kinh nhạy cảm, suy nghĩ nhiều cái gì. Đương nhiên còn có cuối cùng một loại khả năng ra hỏa này tao đến tận xương tủy, vô cùng đơn giản một câu đi ra, có thể chính nghe, phản lấy nghe, một câu hay ý nghĩa có, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe vậy không thiếu. Ngươi đây, thấy thế nào? Đạo Khung Thương không có phản ứng Cẩu Vô Nguyệt, miêu tay A lấy khí, liếc nhìn Bát Tôn Am cuối cùng. Hắn vẫn là nghiêng đầu qua đến, đối Cẩu Vô Nguyệt cười nhẹ một tiếng. Hắn quả nhiên là cố ý. Cẩu Vô Nguyệt liền chừng đều chẳng muốn chừng, đi theo nhìn về phía tập trung tinh thần Bát Tôn Am. Bát Tôn Am nhìn chằm chằm vào truyền đạo gương hình tượng, nhìn lâu con mắt có chút cảm thấy chát cùng hoa, vuốt vuốt sau khàn tiếng nói. Hắn là còn có khiếm khuyết, vậy đánh giá thấp danh kiếm thiên giải. Nhưng đừng quên hắn xuất đạo đến nay mới hơn một năm, gặp qua mạnh nhất thiên giải, cũng là Tị Nhân Tiên Sinh hàng giả. Ngươi cùng Nô Lam Chi Thanh giải không được. Tị Nhân Tiên Sinh cùng Thái Thành kiếm độ phù hợp không đủ, nhiều yêu cầu hạt vừng ném dưa hấu, Huyền Thương căn bản vốn không để ý đến nàng, ta hiện tại càng không được, chúng ta đều là phế vật, so sánh với nhau, Bắc trẻ tuổi nóng tính, liền là phiên bản ôn đình. Còn có vậy ai, vốn cũng không có thể khinh thường, đế kiếm độc tôn cường đại càng không thể nghi ngờ. Hoàn mỹ thiên giải tư vị, ngoại trừ Táng Kiếm Mộ lão ôn dạy dỗ đến mấy tiểu tử kia, cũng chỉ có năm đó các ngươi có thể trên người ta lãnh giáo một chút. Từ tiểu thụ có thể học ai? Lời nói này đến, đã để cho người ta muốn đánh người, lại không khỏi để cho người ta lâm vào trầm tư. Bát Tôn Am điểm một cái truyền đạo gương, nhìn về phía Cẩu Vô Nguyệt, nói tiếp, nhưng hắn vẫn là cái dạng kia, hay là tại học? Từ đế kiếm độc tôn thiên giải sau đế vương hành cung, từ tàng khổ cứng đối cứng thử cường độ cùng chịu đau khổ, từ không có chút nào phản kháng vết tích, đến bản thân đi cảm thụ hoàn mỹ thiên giải lực lượng. Không có cái gì là, so tự mình tiếp xúc có thể tốt hơn đi giải quyết vấn đề phương thức. Bắc chính là hắn tốt nhất lão sư, bổ sung cái này một khối ai cũng không dạy được hắn nhược điểm. Mà tại cái này về sau, Bát Tôn Am dừng lại, Cẩu Vô Nguyệt, Đạo Khung Thương, Thuyết Thư Nhân, Vị Phong, thậm chí truyền đạo gương trước một chút cái bị bọn này, diễn viên cao chất lượng thảo luận cho hấp dẫn đến ra hỏa, cũng không khỏi nghiêng mắt xem ra. Bát Tôn Am bật cười, nhẹ buông tay, tàng khổ hiện tại cứ như vậy có linh tính, ta không cách nào tưởng tượng nó cùng hữu tứ kiếm, cùng diễm mãng cùng một chỗ thiên giải quang cảnh. Không. Có lẽ không cần tưởng tượng, các ngươi có thể nhớ lại một cái. Đạo Khung Thương nghe tiếng trong mắt hơi hít, trong đầu liền xuất hiện áo bào trắng kiếm khách quanh người, tiên kiếm Tử Thiên Túy, yêu kiếm Nô Lam Chi Thanh, hung kiếm Hữu Tứ Kiếm, thương kiếm Đại Bi Lệ Vô Kiếm, cùng còn không phải kiếm gãy thanh cư đồng thời thiên giải đáng sợ hình tượng. Hắn bên dưới răng rất nhanh liền nhe đi ra, mặt đều biến hình, âm dương quái khí mà nói, ôi, các ngươi có thể, hắn mở ra tay, tưởng tượng một chút. Hắn nắm tay mở đến Bát Tôn Am trước mặt, giống bông hoa một dạng nở rộ, tưởng tượng một chút, lại mở đến Cẩu Vô Nguyệt trước mặt, tưởng tượng đâu? Lại là Thuyết Thư Nhân, suy nghĩ sao? Còn có Vị Phong, lăn, a, tốt, kim long sâu ngực mà qua, từ tiểu thụ chỉ cảm thấy trong cơ thể kiếm khí rốt cuộc áp chế không nổi, nhiều lần sinh sôi, nhiều lần phá thể. Nhận công kích, bị động giá trị, cộng 9999. Nhận công kích, bị động giá trị, cộng 9999. Xem thường nàng. Vốn cho rằng một thanh tàng khổ, cầm xuống bắc đó là dễ như trở bàn tay. Chưa từng nghĩ cô nương này thiên giải về sau, như vậy khó đối phó. Từ tiểu thụ trong đầu lóe lên vô số kiếm thức có Tị Nhân Tiên Sinh, có Tiếu Miệng Rộng đóng vai Bát Tôn Am dạy qua. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn chúng đối khắc đầy đủ rồi. Muốn chống lại đế kiếm độc tôn hoàn mỹ thiên giải, còn có khiếm khuyết. Ngao! Kim Long ra về sau, Kim Long lại đến. Chu! Chí Cao Vương tọa phía trên. Nữ đế tay trái vừa nhấc, lại một đạo kim long dò xét không, đáp lời đi mà quay lại thứ nhất kim long song long hí châu. Cái kia châu, chính là buồn cười thụ ra. Suy. Truyền đạo gương xuất hiện huyết tinh hình tượng, sương mù màu máu tràn ra nửa bầu trời, vĩnh viễn không ngừng nghỉ.
cái kia từ thụ ra trong cơ thể phá ra kiếm khí, từng sợi ngưng ở che trời cự kiếm bên trong. Sở hữu người đều đã nhìn ra. Song Kiêu Long thụ ra ngăn không được. Cái này còn ngăn không được, như cho cự kiếm kia ngưng thực thành thật, sâu bên dưới đế kiếm độc tôn sau giải phóng một kích cuối cùng. Thụ ra, nên đi nơi nào? Phong Trung Tùy ánh mắt có chút ảm đạm, gắt gao nhìn chằm chằm trong kính hình tượng, hắn kỳ thật trong lòng áp là thụ ra, không muốn xem hắn thua. Từ tiểu thụ còn không động, Tàng Khổ đã nhịn không được. Tại nhiều lần khía cạnh đụng nhau, nhiều lần cùng Kim Long xoa qua về sau, nó trên thân kiếm, đã nhiều từng đạo vết rách, lưỡi đao đều cuốn. Nhưng vết thương cũng lại không cách nào chấn áp được Tàng Khổ ý chí. Làm cảm ứng được người cầm kiếm lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, Tàng Khổ phát ra một tiếng đau nhức tiếng kêu, đồng thời truyền tới một đạo mãnh liệt kêu gọi, dung hợp, hợp ta, giống nàng như thế giải phóng, thiên giải, chúng ta cũng có thể lấy. Ngươi không cần phải sợ mà. Từ tiểu thụ mạnh mẽ nhẫn lâu như vậy tổn thương, rốt cuộc đã đợi được Tàng Khổ lần thứ nhất mãnh liệt như thế xuất chiến mời. Đây là cái kia thanh sợ chết kiếm sao? Khóe miệng của hắn nhàn nhạt nhếch lên. Thiên giải. Giờ phút này Tàng Khổ mặc dù thiên giải, đánh được đế kiếm thiên giải, là có thể lấy người cầm kiếm làm chủ đạo, Tàng Khổ làm phụ trợ, hoàn thành một lần đảo ngược thiên giải. Nhưng, hiện nay ta, đơn thuần cổ kiếm tu cảnh giới, mạnh đến mức qua hỗn độn ngũ đại thần khí một trong đế kiếm độc tôn. Ông. Song Kiêu Long lại một lần nữa dò tới. Từ tiểu thụ còn không động, hữu tứ kiếm tự bay đi, một kiếm chạm tại đầu rồng trước đó. Nó nhìn không được. Oanh! Không gian cuồn cuộn, màu đen thành sinh, cả hai cân sức ngang tài. Nhìn thấy một màn này, Tàng Khổ thân kiếm căng đến càng thẳng tắp, giống như là muốn đem mình khuất nhục đến cho kéo căng đoạn. Tan ta! Ông! Lại một đạo kim long bay vọt, Tàng Khổ còn không động, diễm mãng đi theo đi ra, một kiếm đâm vào đầu rồng, đem hung hăng húc bay. Tàng Khổ một cái thống khổ phải vỡ ra. Thức ăn ngon! Ta thức ăn ngon! Ta muốn trở nên mạnh hơn! Dung hợp! Thế nhưng là thiên giải, chỉ có thiên giải có thể đánh sao? Từ tiểu thụ trong tay kỳ thật còn nắm vuốt rất nhiều bài, nhưng so sánh với cái kia chút mà nói, hắn càng có thể chịu. Hắn không ngừng muốn để Tàng Khổ gấp. Hắn càng phải để hữu tứ kiếm, diễm mãng cũng gấp. Cái này hai đại lão cao cao tại thượng đã quen, ngạo kiều cực kỳ, ngày bình thường liền linh tính đều không hiển lộ một cái, liền có thể lấy nghiền sát quân địch. Người cầm kiếm muốn cầm nó thiên giải, nói nghe thì dễ. Mà bây giờ... Đế kiếm thiên giải, trên đời vô song. Cái này nào chỉ là, đè ép đối ma kiếm vạn binh ma chủ đều khịt mũi coi thường diễm mãng một đầu. Càng vậy tại cùng là hỗn độn ngũ đại thần khí một trong hữu tứ kiếm, trên đỉnh đầu đi. Bọn chúng, nhịn được, từ tiểu thụ không biết bọn chúng nhịn được hay không, dù sao hắn còn có thể lại nhẫn. Tàng Khổ không có đạt được chủ nhân đáp lại, gấp đến độ giữa không trung mình xoay tròn, nhảy vọt, lại lẫn vào không tiến chiến trường. Bởi vì Song Kiêu Long bị hữu tứ kiếm. Diễm mãng phân, bọn chúng riêng phần mình kéo ra chiến trường, địa vị ngang nhau, mảy may không rơi hạ phong. Nhưng Song Kiêu Long, vẻn vẹn cũng chỉ là đế kiếm thiên giải sau ý tưởng một trong, sao sẽ là toàn bộ đâu. Hành cung vương tọa trước đó, cao ngạo nữ đế ngón tay một điểm, cái kia lạnh lẽo âm thanh lại đi vang lên, đế kiếm thất đổ trụ. Ầm 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 ầm. Âm thanh vừa rơi xuống, cửu thiên hạ xuống bảy đạo đế kiếm hư ảnh, xuyên phá cung điện mái vòm. Hóa thành kiếm trận đem từ tiểu thụ cùng ba kiếm vây nhốt trong đó. Giết. Một chữ hạ xuống. Kiếm trận bảy đồ trụ sáng lên kim quang. Trong cung điện vô hạn cùng số, huyễn hóa ra vô số chuôi tôn quý đế kiếm. Nó kiếm cách chỗ, trừng mắt trợn mắt, tinh quang vừa tỉnh. Suy 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 suy. Vạn kiếm ghé qua, tại bảy đồ trụ thất kiếm bên trong vừa đi vừa về toa độn, chảm phá vạn pháp. Đây không chỉ xuyên qua từ tiểu thụ, càng đem ba kiếm đánh cho ném đi, lại bị vô số kiếm khí đánh cho loạn chuyển. Thậm chí, còn giải phóng đi ra Song Kiêu Long. Mỗi một lần kiếm cùng kiếm đối bính, mỗi một lần kiếm khí cùng kiếm ý phá thể, đều có thể mang ra một sợi lại một sợi đế vương kiếm ý, thu về đến che trời cự kiếm bên trong. Làm kiếm trận bảy đồ trụ thành hình về sau, lúc này liễm tốc độ, thì lại lấy nghìn lần, vạn lần tốc độ đang tăng nhanh. Cái kia vạn trượng đế kiếm, càng ngày càng sáng. Nó, lại đến giống như là muốn từ trên trời rơi xuống đến, đem chọn cái đế kiếm độc tôn thiên giải ý tưởng. Đế vương hành cung, đều bị đánh xuyên. Từ tiểu thụ, ngươi thua. Chính như từ tiểu thụ vừa rồi một kiếm đắc thế, nhưng không có muốn nàng tính mạng bình thường, thời khắc mấu chốt, bắc bắc thanh âm bay ra. Chẳng biết lúc nào, nàng biến mất tại đế vương hành cung bên trong, bước lên che trời đế kiếm đỉnh chóp, điều khiển chuôi kiếm này kết thúc một kích không có rơi xuống, thần phục, hoặc là chết. Nhưng chưa từng nghĩ, câu này xuất hiện đồng thời, tại kiếm trận bảy đồ trụ bên trong bị đánh đến bay loạn Tàng Khổ, hữu tứ kiếm. Diễm mãng, cùng nhau chấn động.
Thời khắc này, Từ Tiểu Thụ cười. Hắn nhận được ba đạo mãnh liệt mời. Dung hợp, Tàng Khổ điên rồi. Tới đi, vậy liền để ngươi thử một lần. Diễm Mãng đại lão lên tiếng. Để cho ta điên dại, để nàng điên dại, cũng để ngươi điên dại. Hữu Tứ kiếm áp trục lên tiếng, giải phóng ta, thì thiên hạ không có kiếm. Chương 1498, đạo hữu khốn cùng triển tại giã, duyên định thiên tăng kết thiên giải. Từ Tiểu Thụ gọi đến Tàng Khổ, vừa nắm chặt. Anh, Tàng Khổ thân kiếm đều đang phát run, kích động đến không thành kiếm dạng. Từ Tiểu Thụ trở tay đem ném vào hạnh giới bên trong, lại gọi đến Diễm Mãng, đồng dạng nắm chặt. Nhào nhào nhưng, Diễm Mãng lần thứ nhất, trên thân kiếm chủ động phóng xuất ra bạch viêm, tẫn chiếu bạch viêm. Đây coi như là nó chân chính công nhận tẫn chiếu bạch viêm tồn tại, cũng tương tự công nhận người cầm kiếm cũng là hỏa thuộc tính luyện linh sư tồn tại. Nó nguyện ý dùng đạo này, tiến vào thiên giải trạng thái, thiêu tẫn thế gian vạn vật. Đối thủ của ngươi, không phải nàng. Từ Tiểu Thụ lại vừa cười, trở tay vậy đem ném vào hạnh giới, đưa tay đồng thời, nhìn về phía Hữu Tứ kiếm. Khanh! Hữu Tứ kiếm thân kiếm nổ tung mãnh liệt ma khí, chỉ một thoáng bắn ra kiếm trận bày đồ trụ ngàn vạn kiếm khí công kích, cùng song kiêu long dây dưa. Không cần Từ Tiểu Thụ triệu hoán, nó như về tới bạch quật khi đó, mang theo Từ Tiểu Thụ tìm được nó đời trước người cầm kiếm một dạng, mình bay vào Từ Tiểu Thụ tay, tìm được cái này một nhiệm người cầm kiếm. Ngươi nguyện ý không? Từ Tiểu Thụ mỉm cười, kiếm chỉ nhẹ nhàng lướt qua thân kiếm. Hữu Tứ kiếm không có chính diện đáp lại, chỉ là kịch liệt chấn động về sau, màu trắng bạc kiếm niệm lại không phải một sợi, mà là như sóng như nước thủy triều điên cuồng bắn ra. Đến, truyền đạo gương hình tượng cũng không khỏi lắc một cái. Cái kia đầy trời bay lượn từng đạo kiếm niệm, như thế muốn cắt chém phá không, chém tới người quan chiến tới trước mặt. So với thường ngày Thụ gia luôn luôn một sợi chảm, lúc này kiếm niệm lượng, đó là thành mấy ngàn mấy vạn lần tại điệp gia. Phong Trung Túy đầu nhoáng một cái, điên cuồng quát, Từ Tiểu Thụ đã chết đi, Thụ gia tới rồi. Làm ý thức được Bắc Kiếm Tiên Đế kiếm thiên giải cường đại cỡ nào về sau, hắn rốt cục đưa cho đối phương đồng dạng tôn trọng, lấy ra cùng là hỗn độn thần khí hung kiếm Hữu Tứ kiếm. Nguyên lai Tàng Khổ chỉ là Thụ gia hạn chế khí, nguyên lai Thụ gia quan kiếm thuật cường đại như vậy, nguyên lai lấy hung kiếm làm vật trung gian, kiếm niệm duy nhất một lần có thể phóng thích như thế to lớn lượng. Ầm 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 ầm. Tiếng nói âm thanh vẫn chưa xong, nhưng gặp truyền đạo gương bên trong, làm Từ Tiểu Thụ bắt lấy Hữu Tứ kiếm lại tâm ý tương thông lúc. Cái kia tư tán bắn tung tóe kiếm niệm, hình thành một cái kiếm niệm bản chỉ giới lực trường, không chỉ có đem bảy đầu trụ kiếm khí hoàn toàn chặt đứt, càng là cường thế cự tuyệt song kiêu long xâm lấn. Hai đại kim long, một trái một phải, đầu rồng đánh vào kiếm ý thủy triều bên trên, sững sờ là không thể tiến lên nửa điểm. Tương phản, Từ Tiểu Thụ đem kiếm giữa trời vừa nghiêng. Oanh! Song kiêu long tại chỗ bị đánh bay. Kiếm trận bảy đầu trụ huyễn hóa kiếm khí, càng là hoàn toàn tán loạn, lộ ra bảy chuôi đế kiếm hư ảnh bản thể. Đế vương hành cung phía trên, che trời cự kiếm đỉnh, Bắc Bắc lâm vào một sát trần chờ. Đổi kiếm sau Từ Tiểu Thụ. Chính như Phong Trung Túy nói, đơn giản thế không thể đỡ. Có thể coi, là kiếm niệm với tư cách nhị đại triệt thần niệm có thể cường đại như thế, đế kiếm độc tôn chính là thiên giải, cái này kết thúc một kích thật muốn đánh xuống, Từ Tiểu Thụ, tuyệt đối ngăn không được. Hắn sẽ chết. Tại bản tâm mà nói, Bắc Bắc quý tài, nàng tuyệt, không nguyện ý nhìn thấy như thế kinh diễm tuyệt luân cổ kiếm tu chết đi như thế. Nhưng từ xưa đến nay cổ kiếm tu ước chiến chi lễ nhìn, buông tay đánh cược một lần. Là đối với đối thủ lớn nhất tôn trọng, bất luận địch ta sinh tử. Huống chi, Từ Tiểu Thụ ngoại trừ là cổ kiếm tu, còn có cái khác cầu sinh phương thức, hắn am hiểu hơn tuyệt cảnh lật bàn, thần phục, hoặc là chết. Bắc Bắc bạo âm thanh vừa quát, đây là nàng cho lần thứ hai cơ hội, nhưng quá tam ba bận. Bất quá chỉ là tuyệt đối đế chế. Che trời kiếm lớn phía dưới Từ Tiểu Thụ vừa cười, Hữu Tứ kiếm tại lòng bàn tay xoay tròn, chợt chỉ đi lên. Long! Đầy trời hung ma chi khí nổ tung. Lấy chỉ thiên kiếm nhọn cầm đầu, hướng xuống hiện lên sóng xung kích hình thái, nhuộm đen Từ Tiểu Thụ thân thể đồng thời, còn xông phá đế vương hành cung mặt đất. Hung ma chi khí phân giải huyễn hóa, hóa thành một thanh lại một thanh màu đen kiếm nhỏ, tiếp tục lại lắp ráp thành hình thể nhưng tương tự đế kiếm thế hướng xuống, ngang nhau kích thước thân đi lên to lớn hung kiếm. Tối, vạn kiếm triều bái. Lần này, bái lại không phải đế kiếm độc tôn, không phải kiếm tiên Bắc Bắc, mà là Phạm Thượng. Lại cân sức ngang tài hung kiếm Hữu Tứ kiếm, kiếm tiên Từ Tiểu Thụ. Truyền đạo gương hình tượng hợp thời nhanh chóng phóng đại, lại phóng đại. Người như bắn hoàn, Ngọc Kinh Thành lúc này trên tay Diệp Tiểu Thiên, đều không có cái kia đế vương hành cung một viên gạch lớn. Nhưng giờ phút này rơi vào năm vực thế nhân trong mắt, tuyệt không phải ngoài của cái này chút, mà là lấy đế vương hành cung vì phân giới, bên trên có thể xuyên mây xanh, nâng lên lấy trong mây phía trên nữ đế bóng dáng màu vàng che trời đế kiếm.
dưới, thì là lấy hung ma chi khí hóa vạn kiếm, làm tuyệt đối đế chế, đúc có thể xuyên u minh che trời hung kiếm. Duy nhất khác nhau là, cầm kiếm từ tiểu thụ là hung kiếm chi nhọn, chi phong, số 1. Hình tượng này quá rung động. Toàn bộ truyền đạo gương bên trong thế giới đều bị cái này mũi kiếm tướng chỉ, tranh phong tương đối, kim đen giao thoa hai đại cự kiếm chỗ bổ sung. Phong Trung tùy ánh mắt đều muốn đột xuất đến, ôm đầu, thấp giọng tự lẩm bẩm nói, ai có thể còn sống sót, ai có thể, liền xem như cầm lên hữu tứ kiếm, liền xem như kiếm niệm có thể phóng xuất ra như thế to lớn lượng. Thụ gia rốt cuộc là bị hạn chế, không thể mượn nhờ cổ kiếm tu bên ngoài lực, nếu như thế, hắn cầm cái gì tới đối phó đế kiếm thiên giải một kích cuối cùng, không ổn định thứ hai cảnh giới. Vẫn là nói, hữu tứ kiếm vẻn vẹn bồi bạn hắn không đến một năm, hắn liền vậy có thể làm được hoàn mỹ thiên giải, cũng hoặc là không ổn định thiên giải. Thời gian dường như dừng lại. Đế kiếm phía trên nữ đế lại không nói khuyên bảo, khí chàng toàn bộ triển khai, một cước bỗng nhiên đạp xuống. Một tích tắc này, thế giới bị huy hoàng màu vàng nhiễm lượn. Đế vương hành cung bỗng nhiên một lõm, nghìn vạn đạo tắc sụp đổ, che trời đế kiếm như bị chém đứt treo trời dây chuyền, ẩm vang xuyên xuống. Đế kiếm trung yên chi nộ. Cùng một thời gian, từ tiểu thụ dưới chân kiếm đạo bàn nhanh chóng xoay tròn, lộ ra màu đen ánh sáng. Thân hình hắn tại hữu tứ kiếm dẫn dắt dưới, hầu như cùng hung ma chi khí đồng hóa, cơ hồ đại đạo đồng hóa. Tại cái này ngao du, trong trạng thái, hắn cảm giác mình thành kiếm, kiếm thành thế giới tức là mình. Đạo tắc vạn pháp, đều là từ tâm đến. Nói có thể phú huyền, thần phun vạn hái. Hữu tứ kiếm thiên, chờ chút. Vướng víu cùng một chỗ. Từ tiểu thụ tại thời khắc mấu chốt bị kẹt lại cái gì, chỉ cảm thấy mình có cái nào đó khâu, đã bỏ sót. Ấy, từ tiểu kê đi tới, đột nhiên tung bay lên, hắn dọa kêu to một tiếng. Tại đông vực vân lôn dãy núi thí luyện bên trong, hắn làm thời gian thật dài giả từ thiếu, bởi vì thật từ thiếu đi đến hư không đảo. Sau khi kết thúc, từ tiểu kê biết mình có lẽ là muốn bại lộ, thánh thần điện đường cũng có thể là sẽ bắt người. Hắn liền ban thưởng đều không có đi lĩnh, phối hợp trốn ra vân lôn dãy núi. Trốn đông trốn tây hơn một tháng, thẳng đến mấy ngày trước đây, ma xui quỷ khiến từ tiểu kê liền muốn ra chuyến xa nhà. Vậy không chút suy nghĩ nhiều, hắn liền đi tới trung vực. Quanh đi quẩn lại, từ tiểu kê trước sau còn đi Ngọc Kinh Thành, Kỳ Lân giới, Trung Nguyên giới. Rất kỳ quái, mình đi địa phương, tổng giống như là bị người dẫn dắt, giống như cần cách một cái nào đó đồ vật gần một điểm, gần hơn một chút. Tựa như là lần đầu tiên thoát ly cái kia mê huyễn không gian về sau, hắn cũng không muốn tại rất xa địa phương lưu lại, cách Bạch Quật không xa Thiên Tăng Thành đã có thể tính là cực hạn. Ấy, suy nghĩ lung tung ở giữa, từ tiểu kê đột nhiên lại bay lên. Lần này trực tiếp hướng bên cạnh đột tiến xa mấy chục trượng. Hắn dọa sợ. Thân thể, làm sao không nhận mình khống chế? Ai đang triệu hoán ta? Vẫn chưa xong, lại cất cánh. Từ tiểu kê cảm giác trước mắt quang cảnh đều tại xuyên qua. Lúc này hắn trực tiếp đột tiến cách xa mấy chục dặm, đột tiến giữa đám người. Hoa, nơi này có chút ồn ào, thật nhiều người đang nghị luận cái gì kiếm tiên, đế kiếm, bắc bắc loại hình. Trong mơ hồ, từ tiểu kê còn nghe được thụ ra. Xưng hô thế này, cái kia không phải mình đối từ tiểu thụ sợ xưng à, hiện tại lưu truyền tới. Dư quang quét qua, hắn còn chứng kiến người quen. Tân cô. Ấy, cô ra. Từ tiểu kê vội vàng kêu lên vài tiếng, đất khách gặp bạn cũ nhưng quá tốt rồi, đặc biệt là tại mình giống như không kiểm soát tình huống dưới. Đáng sợ sự tình phát sinh, căn bản không có người cảm giác được mình. Ngay cả tân cô, đều đối kêu gọi hoàn toàn không có phản ứng. Tinh tế tưởng tượng. Mình trước đó rõ ràng đụng phải thật nhiều cái người, lại từng cái xuyên qua bọn hắn, phảng phất một cái thành thực thể biến thành một cái linh thể. A, lường trước đến tận đây, từ tiểu kê đều muốn khóc, hắn gắt gao ôm một cái cây muốn ngăn cản mình bay lên, đột nhiên ôm rỗng, hắn từ tân cô trước mắt xuyên qua. Xoát, thời gian đều là hư ảo, không gian đều đang vặn vẹo. Từ tiểu kê cảm giác mình trong nháy mắt đến xuyên qua hàng trăm hàng ngàn dặm xa, cái này căn bản không có khả năng, mình cái này phá tu vi. Nào có như thế rất nhanh, nhưng sự thật liền là như thế, hắn còn tại xuyên qua, còn tại trốn xa. Phương hướng này, nhìn xem càng ngày càng nhiều hoàng kim quế, từ tiểu kê có chút ký ức, mình hẳn là đến Ngọc Kinh Thành phương hướng. Hoặc là đổi cái thuyết pháp, Ngọc Kinh Thành, có cái gì đồ vật đang triệu hoán mình? Quỷ sao? A, cứu mạng A, ta sợ quỷ nhất rồi. Thời gian bỗng nhiên dừng lại, trốn xa mà đến, mặt mũi vặn vẹo từ tiểu kê. Tại nào đó một cái chớp mắt thấy được dạng này một tầng hình tượng. Cái này tựa như vậy không phải mình nhìn thấy, là người khác cùng hưởng. Tới, trong tấm hình, có rất nhiều cái tiên phong đạo cốt cổ kiếm tu, có rất nhiều cái khí thế kinh người luyện linh sư. Nhưng khiến người chú mục nhất là cái kia đánh xuyên đế vương hành cung,
đánh giết hướng phía dưới hình bóng một thanh màu vàng kiếm, thật khí phái. Nếu như ta cũng có thể dạng này, dù là chỉ có một chớp mắt, tốt biết bao nhiêu. Đế kiếm độc tôn, không khỏi, suy nghĩ biến đổi, từ tiểu kê liền là có thể kêu đi ra cái này kiếm tên, hắn rõ ràng không gặp qua. Nhưng ký ức giống như là nhiều một vết nứt, thật nhiều đồ vật từ đó phun ra tới. Không ngừng đế kiếm độc tôn, từ tiểu kê còn nhận ra quanh mình tam đại cổ kiếm tu trong tay bội kiếm bản danh, trượng kiếm trừ thần, hạc kiếm thính trần, kiếm lâu kiếm bản kiếm chi hộ. Còn có huyền kiếm thái thành, nó vậy tại. Từ tiểu kê bỗng nhiên hoảng hốt, mình sao sẽ sinh ra nó vậy tại suy nghĩ. Nhưng một cái chớp mắt về sau, nó lại cảm thấy đây thật là một trận đã lâu tụ hội a. Nếu như Phật kiếm nộ tiên, thần kiếm huyền thương vậy tại, cái kia có thể lấy mở một cái bọn hắn thế giới loài người cuồng hoan tiệc rượu. Chờ chút, bọn hắn thế giới loài người. Từ tiểu kê mộng, ta, không phải người. Một tích tắc này, hắn đối thân phận của mình sinh ra nghi ngờ, đồng thời trong đầu lóe lên thụ ra từng đối với mình tồn tại suy đoán. Không cần chờ xác định, từ tiểu kê thấy hoa mắt, những hình ảnh này toàn bộ biến mất, ánh mắt cuối cùng cũng bị một thanh màu đen kiếm bổ sung. Đây là, hung kiếm, hữu tứ kiếm. Không, nó là ta. Hết thảy ký ức, trả lại lúc đến toàn bộ thức tỉnh, giống như vừa mới bắt đầu từ ấm áp bên trong bị thai nghén mà ra, tìm được cái kia cái thứ nhất vết nứt, chui ra đi tiến vào bạch quật, vừa học tập hóa thành nhân thân, chui ra đạo thứ hai vết nứt, đi vào thế giới loài người, lại bị hữu tứ kiếm tức bản ngã khí tức liên hệ, tìm được phá phong mấu chốt, thiên su cơ bản, cuối cùng cùng hắc lạc vỏ kiếm tức hữu tứ kiếm vỏ kiếm chủ nhân mới khóa lại, đi theo chỉ dẫn đi đến cuối cùng, làm quen thụ ra, sáng lập ràng buộc quá trình trái lại một dạng. Từ tiểu kê thanh tỉnh mà nhìn mình một chút xíu trở lại hữu tứ kiếm, toát ra tế lạc điều phiến, cũng chính là hữu tứ kiếm thân kiếm mảnh vỡ chỗ sụp ra trong cái khe, đã đưa vào cái kia ấm áp sinh ra chỗ. Hữu tứ kiếm kiếm linh bản nguyên. Hắn rốt cục ý thức được, mình chỉ là hữu tứ kiếm kiếm linh bản nguyên một cái tự cứu thủ đoạn, là phủ bụi mấy chục năm sau, thừa dịch thiên su cơ bản không tại, chia ra đi một đạo kiếm linh điểm linh, là ngắn ngủi có bản thân ý thức, tiếp nhận tìm kiếm tiếp theo đảm nhiệm người cầm kiếm nhiệm vụ mà đi. Nhưng không tự biết phụ thuộc phẩm, là bởi vì lịch đại người cầm kiếm tu qua hồng trần kiếm mà vui trong lòng hồng trần, đi nhầm vào hồng trần, nhưng vậy cuối cùng nên rời đi hồng trần ngoài ý muốn qua đường người. Làm hữu tứ kiếm một lần nữa tìm tới người cầm kiếm, nó kiếm linh điểm linh, cùng người cầm kiếm tình cảm ràng buộc ký kết đến đầy đủ thiên giải tình trạng, cũng là thời điểm nên thiên giải thời điểm, hoàng lương nhất mộng, liền cũng nên tỉnh. Thụ gia, từ tiểu kê thoải mái cười. Giờ khắc này, hắn cùng thụ gia hợp hai làm một, quy về thiên giải một bước cuối cùng. Trong đầu vô số hình tượng giao thoa tương dung, lại phi tốc trễ lui, cuối cùng dừng lại tại thiên tăng thành phủ thành chủ nghèo túng lần đầu gặp gỡ, lúc này xem đến, có khác vận vị, ca. Ta rốt cục chờ được ngươi, ngươi làm sao mới đến a? Em trai. Ca, là ta à, ngươi còn nhớ ta không? Không nhớ rõ. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể lấy quên ta đi? Chúng ta năm đó thế nhưng là cái gì? Ngươi thật quên ta đi. Liền tên, ngươi đều không nhớ ra được. Ngươi gọi, ân, ta gọi. Ta nhớ ra rồi, là ngươi. Từ tiểu kê. Ta không phải từ tiểu kê à, làm sao có người sẽ lấy khó nghe như vậy tên, cũng có thể nhịn được không đi đổi tên đâu. Ta thế nhưng là hữu tứ kiếm, hung kiếm hữu tứ kiếm. Chỉ có hỗn độn ngũ đại thần khí tên, mới xứng với ta. Đế kiếm xuất phát trung yên chi nộ sâu rơi xuống lúc, dung hội từ tiểu kê ý chí hữu tứ kiếm kiếm linh. Tùy tiện có thể cảm nhận được thiên giải trạng thái hơn phân nửa, đột nhiên sinh ra mãnh liệt chống cự cảm xúc người cầm kiếm. Thụ gia, quả nhiên vẫn là một cái mềm lòng người. Kiếm linh bản nguyên cũng không có quá nhiều tham gia, mà là cùng từ hỗn độn đến nay vô số lần lựa chọn một dạng, lựa chọn buông tay, để kiếm linh điểm linh bản thân lựa chọn. Từ tiểu thụ đương nhiên không muốn liền từ bỏ như vậy quen biết cũ. Nhưng tại từ tiểu kê mà nói, chẳng có mắt nhân sinh, không biết con đường phía trước ý nghĩa vì sao vội vàng bước chân. Ủy khúc cầu toàn làm bạn đến sinh mệnh cuối cùng, chính là tốt nhất kết cục sao? Cũng không phải. Ai cũng không thể ngăn cản liền từ tiểu kê loại này tên, vậy có nở rộ huy hoàng quyền lợi. Bởi vì nó sinh ra mới bắt đầu, vốn là vì giờ khắc này sáng chói cùng ánh sáng. Thiên giải, không lấy người cầm kiếm ý chí làm chủ, mà lấy kiếm bản thân, kiếm linh ý chí làm chủ. Từ tiểu kê cũng không chống lại thụ gia loại này kháng cự, chỉ là nhàn nhạt truyền đi một đạo hướng tới tự do ý chí. Tại thiên giải trạng thái dưới. Không ngừng kiếm có thể biết được người cầm kiếm cảm xúc, trái lại cũng thế, thụ gia, ta muốn trói lọi. Từ tiểu thụ suy nghĩ vừa dừng, giờ khắc này, hắn lại ngộ cổ kiếm tu danh, thất kiếm tiên danh, vì sao? Là đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được toàn bộ tô ra, là muốn trói lọi, hồn muốn quy nguyên hung kiếm kiếm linh, bất luận là người cầm kiếm, hoặc là kiếm trong tay người cầm kiếm.
từ đầu đến cuối đang theo đuổi, tại truyền thừa, đều là cổ kiếm tu tuân theo không ngừng một thế ngạo, là bỏ mình nhưng, tên mất không thể. Ta chỗ truy cầu, từ tiểu kê chỗ truy cầu, bọn chúng, cũng không một dạng. Trung Yên chi nộ đốt lượt toàn thân, gãy cong hữu tứ kiếm cái kia một cái chớp mắt, từ tiểu thụ buông ra chống lại. Hắn liền nhìn thấy từ tiểu kê thay hữu tứ kiếm linh bản ngã ý chí, còn tiếp quản thân thể của mình, không kiêng nể gì cả cười to, bắt đầu, thỏa thích tuyên niệm kiếm lên thuộc về hắn quang huy thời khắc. Thế là truyền đạo gương kiếp trước người, liền gặp đế kiếm Trung Yên chi nộ xuyên qua thụ ra, vỡ vụn kiếm đạo áo nghĩa trận đồ về sau, lại không huyết sắc tràn ra. Có, chỉ là vô tận hung ma chi khí, tại che trời đế kiếm hạ xuống xung quanh tầng tầng cuồn cuộn đẩy ra. Tiếp theo nương theo tà âm, điên nhiễm thiên địa, đạo hữu khốn cùng, trằn trọc tại dã. Tâm linh và dục vọng hung ma, bản niệm sửa, khác đường cùng căn, sinh chớ cầu thả. Thiện định thiên tang, ác kết thiên giải. Hữu tứ kiếm tế. Chương 1499, nhị đoạn điên dại phế thế gian chi thức, một kiếm nhưng lặng yên trăm vạn sư. Hữu tứ kiếm, cũng có thể thiên giải. Truyền đạo gương phía trước, năm vực kiếm tu, lúc này còn kém ôm đầu kinh hô. Hôm nay kiếm tiên một trận chiến, mọi người thấy cái gì? Hai đại hỗn độn thần khí thiên giải. Đây quả thực là lịch sử tính rung động hình tượng. Phải biết đế kiếm có thể thiên giải, vẫn phải là Bắc kiếm tiên từ nhỏ đến lớn không ngừng bồi dưỡng tình cảm, thành lập ra thâm hậu tình cảm cơ sở, cái này mới có thể làm đến. Nhưng như thế, liền mang ý nghĩa cùng kiếm bồi dưỡng tình cảm đến có thể thiên giải tình trạng, rất đơn giản sao? Tuyệt không phải như thế. Quân không thấy nhiều yêu trưởng kiếm huyền thương nhiều năm như vậy, nhiều lần chấp hành nhiệm vụ đều muốn mời kiếm rời núi đi bồi dưỡng tình cảm. Lúc sắp chết, nàng vẫn như cũ bị huyền thương vô tình vứt bỏ. Cho nên có thể liền là có thể, không thể liền là không thể. Cái này không nhìn lên ở giữa bao dài, tu vi bao sâu. Nếu là tình cảm có thể dùng thời gian đắp lên, liếm chó cũng có thể có được chân tình. Huyền thương thần kiếm, đế kiếm độc tôn các loại, đem đời đời đều có hoàn mỹ cầm kiếm danh kiếm 21, càng đời đời có thể thiên giải. Nhưng sự thật đâu? Sự thực là ngay cả lần trước thất kiếm tiên, nắm giữ hoàn mỹ thiên giải người, cũng liền một nửa cũng chưa tới. Càng không nói đến kiếm tiên phía dưới tất cả cổ kiếm tu. Vạn bên trong tồn một, ít vạn bên trong không một. Nhưng thiên giải dù sao cũng cần định lượng. Kết quả là thời gian dài, tu vi sâu các loại, coi như không phải tính quyết định nhân tố, cũng bị thế nhân dùng đến với tư cách cân nhắc có thể hay không thiên giải, thậm chí hoàn mỹ thiên giải tiêu chuẩn. Hữu tứ kiếm mới theo thụ ra bao lâu? Tuyệt đại đa số người, đến tận đây lúc đều không thể rất tốt từ nó người cầm kiếm thân phận là bát tôn am. Cái này một đi qua sự thật, chuyển thành hiện tại từ tiểu thụ đến, cái này đủ thấy xa. Khoảng cách hữu tứ kiếm phủ bụi lại xuất thế lần nữa, tại bạch quật xuất thế, thật tính toán thời gian, vậy bất quá nửa năm khoảng chừng. Như thế, liền có thể thiên giải. Liền xem như tính cả hữu tứ kiếm, trước đó khả năng cùng thụ gia có qua trong bóng tối tiếp xúc, thụ gia vậy tập quan kiếm thuật, đối thiên giải có trợ giúp rất lớn. Một năm thời gian, chinh phục hỗn độn ngũ đại thần khí một trong bọn tính tình hung kiếm, thực hiện thiên giải. Nào đó một cái chớp mắt bắc đều ngốc trệ, cảm giác mình tầm 10 năm cố gắng cho ăn, so ra kém thiên tài chân chính duỗi cái lưng mệt mỏi, liền có danh kiếm hợp nhau làm gối. Tay cầm truyền đạo gương, thường thấy cảnh tượng hoành tráng phong trung túy, càng chấn kinh bên dưới răng, phía sau hắn lão gia chủ Phong Thính Trần đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đương đại hung kiếm thiên giải đều đã ra tới. Cái kia ẩn chứa lớn lao hung lệ cùng bạo ngược khí tức, lay động quét tứ phương, vậy hung hăng quăng quan chiến thế nhân mặt một bàn tay. Mang đến xâm nhập lòng người đau nhức, không phải là ảo giác, thật sự là thiên giải. Giờ khắc này, sở hữu người đột nhiên mới cùng nhớ lại, thiên giải nguyên lai vẫn như cũ không cách nào định lượng, giống như lần trước thất kiếm tiên, đến phong bảng lúc có thể hoàn mỹ thiên giải người bất quá nửa số, cái kia cái sau vượt cái trước đệ bát kiếm tiên một người liền có thể vượt, qua số này một dạng. Thụ gia, vậy tại làm lấy một chút vượt thời đại hành động vĩ đại. Hắn thậm chí thủ tiêu đệ bát kiếm tiên lưu lại vết tích, chinh phục cái gọi là mạnh nhất người cầm kiếm. Trở thành hữu tứ kiếm người cầm kiếm người mạnh hơn. Truyền đạo gương trước khắp nơi quan chiến trận sôi trào, sở hữu người đều ý thức được, một trận chiến này tất nhiên truyền thế. Gần tại chiến cuộc một bên Phong Trung Túy càng không cần nói, càng lộ vẻ bị điên, chính tan nát cõi lòng kêu gào. Thất kiếm tiên trận chiến đầu tiên, nguyên lai là thiên giải chiến. Đế kiếm đánh hung kiếm, đến cùng ai có thể kiên trì đến cuối cùng đâu, các huynh đệ, ta liền nhìn trước cho thỏa chí. Long. Trong cuộc chiến, Trung Yên chi nộ tại trấn sát đế vương hành cung phong cấm người thời điểm, đột nhiên đã mất đi mục tiêu. Mà thuộc về tại hữu tứ kiếm thiên giải tế, một chữ này kết thúc lúc, bốn bị giải đầy kim lân sáng chói bầu trời, một chút lại bị vô tận màu đen hung ma chi khí điên nhiễm. Ô, đầy trời hắc vụ cuồn cuộn, tại hạ rơi che trời đế kiếm bốn phía đẩy lên,
tiếp tục lại tại đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, chậm rãi ngưng tụ thành bốn tôn cao có thể che trời hung thú. Hung thú hình thái dữ tợn mười phần, dương nanh múa vuốt, hung hãn mãnh liệt lộ ra, riêng phần mình hai mắt đỏ thẫm như là nhuốm máu, biểu lộ ra lấy vô tận điên cuồng. Đế kiếm không kiến thức qua, hung kiếm uy danh, Phong Trung Túy sớm có nghe thấy, lúc này khoa tay múa chân, kích động đến phá âm, hữu tứ kiếm thiên giải hình thái một trong, đệ bát kiếm tiên từng giải phóng qua, tứ hung hàm kiếm. Nghe nói năm đó thập tôn tọa chiến bên trên, đệ bát kiếm tiên liền là dùng một thức này, lấy cùng kỳ lực cắn đứt đời trước đạo điện chủ nửa cánh tay, ôi chao. Tốt, lão gia chủ ta không nói. Dù sao ta là không biết thực hư, nhưng có thể nói ta mới nói, thật giả đến dựa vào chính các ngươi phân biệt a. Bán Nguyệt Vịnh chuyển đạo gương trước, đạo khung thương híp híp mắt, nhè răng trợn mắt đối bát tôn am trước người không khí tới một bộ tổ hợp quyền. Quay đầu vừa nhìn về phía Cẩu Vô Nguyệt, không bằng ngươi vậy đi tu luyện một cái quan kiếm thuật. Cẩu Vô Nguyệt nhìn không chuyển mắt, đã không cần. Đạo khung thương thế là nhìn về bát tôn am, va vào một phát hắn vai, lấy lòng nói, bản điện đã có tiên thiên kiếm ý, cho ngươi 30 linh tinh, truyền ta quan kiếm thuật thôi. Cái kia không phải, đến lúc đó ta thiên cơ phong thần, mang ngươi một cái. A, cái gì rác rưởi đệ bát kiếm tiên, quỷ hẹp hòi. Chính đậu đen rau múng lúc, oanh một cái, hóa thành lập thể, không khung toàn cảnh chuyển vận hình tượng truyền đạo gương bên trong hung thú cùng kỳ, một cước cơ hồ là dẫm lên sở hữu người trên đầu đến. Cái này dọa đến đám người xôn xao rút lui, rất nhanh mới ý thức tới tại phía xa Ngọc Kinh Thành công kích, đánh không đến Nam Vực, càng đánh không đến mình. Quá giống như thật. Chuyển đạo gương, rất thật đến để cho người ta thân lâm kỳ cảnh. Nhưng gặp cùng kỳ một cước dẫm về sau, che trời hình thể tiến, liền hóa thành màu đen lưu quang, há miệng hung hăng cắn lên che trời đế kiếm. Khanh! Hỏa hoa văng khắp nơi, binh qua giao phong âm thanh nổ đùng Nam Vực, nổ người màng nhĩ đều tại từng trận phồng lên. Phanh! 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 Lại là ba tiếng nổ, thao thiết, đảo ngột, hỗn độn, theo vào cắn xé. Mấy hung thú từ chung quanh, có đong đưa cắn kiếm cách, có cắn thân kiếm. Hung thú hất đầu, ngoan lệ kéo một cái. Bành! Che trời đế kiếm tại mọi người ánh mắt cuồng loạn ở giữa, đột ngột giống như là bị phân thây, hung hăng xê dịch vị. Không phù hợp quy tắc người, chết! Nữ đế bắc bắc thông suốt kinh hiện, xa vời như cát bụi thân thể, một trưởng vỗ tại đế kiếm độc tôn phía trên, khí thế mãnh liệt. Oanh! Điểm sai che trời đế kiếm quy vị, hợp là một thể. Tứ đại hung thú anh bị cự kiếm phản chấn bắn bay, thân hình bắn ngược mà ra, giống như muốn từ Ngọc Kinh Thành bị băng đến Nam Vực các nơi quan chiến sân bãi đi. Thú làm nô, hung là tội. Hung hăng ngang ngược không thói, tội lỗi đáng chém. Ngôn xuất pháp tùy, làm cái này lạnh lẽo âm thanh kết thúc, nữ đế bắc bắc hình thể, đột nhiên cất cao, ngang hàng với trời. Nàng song trưởng bắt lấy che trời đế kiếm, xoáy rộng rãi lay động kiếm, vung quét bốn phương tám hướng. Tại truyền đạo gương hình tượng chuyển vận dưới, đế kiếm lớn đến giống như là mũi kiếm lướt qua táng kiếm mộ, che trời tiên thành, bán nguyệt vịnh các loại quan chiến nơi. Tại mọi người cùng nhau co rụt lại đầu thấp người, kinh hoàng tránh qua lúc, nó lại về chém tới Ngọc Kinh Thành trước kia phương vị trên không. Ầm 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 ầm. Tứ đại hung thú, tất cả đều đền tội, nổ thành vô tận hung ma chi khí. Ốc, giờ khắc này, Nam Vực các nơi người quan chiến, từng cái tê cả ra đầu. Lệ thuộc vào cổ kiếm tu thẳng tiến không lùi, trực chỉ sắc bén bạo lực mỹ học, có thể nói là cho ngàn vạn luyện linh sư lên bài học. Chiến, còn có thể đánh như vậy. Kiếm tiên, còn có thể mạnh đến tình trạng này. Nguyên lai chỉ điểm công kích lực, tại vương tọa liền có thể liệt vào kiếm tiên cảnh giới cỡ này bên trong, cũng có thể bộc phát ra có thể so với bán thánh. Không, siêu việt phổ thông bán thánh lực công kích, cổ kiếm tu, quả thật từng cái đều là tên điên, ta về sau tuyệt đối không trêu cho bọn hắn. Bắc bắc nhìn xem rõ ràng khả ái như vậy. Thịt ục ục, thụ ra lạnh, hữu tứ kiếm thiên giải ý tưởng, cứ như vậy tiêu diệt. Hắn quả nhiên chưa từng đạt đến hoàn mỹ thiên giải, so ra kém đế kiếm độc tôn cùng bắc kiếm tiên độ phù hợp a. Độ phù hợp đó là khẳng định so ra kém, người ta dù sao tầm 10 năm tình cảm ràng buộc tại, nhưng ngươi nhìn bắc kiếm tiên nữ đế tư thái dưới, một kích này qua đi, trực tiếp rút về nguyên hình, khí thế bên trên vậy, đúng. Lực có thua, nàng nhanh hư. Cổ kiếm tu đều là như thế này, thể chất kém. Bản thân yếu ớt muốn chết, thiên giải càng là tiêu hao người cầm kiếm tâm thần, chiến đấu như kéo dài thêm, đối bắc kiếm tiên bất lợi a. Bất lợi, thụ gia đều bị chảm không có, ngươi nói đối ai bất lợi? Ách, tiếng chất vấn còn không lên, nhưng gặp truyền đạo gương truyền đến trong tấm hình, làm tứ đại hung thú phá diệt thời điểm, đế kiếm độc tôn, vậy nhiễm lên một sợi hung ma chi khí. Xùy, cái đồ chơi này liền cùng ăn mòn thiên cơ đại trận virus một dạng. Thuận bắc bắc kiếm ý, nhanh chóng đem che trời đế kiếm nhuộm đen hơn phân nửa. Bán Nguyệt Vịnh đạo khung thương sửng sốt một chút,
vụt đứng lên, cảm giác hình tượng này rất quen thuộc, từ tiểu thụ dùng phá giải ta kinh đô đại trận phương thức, tại phá giải đế kiếm độc tôn thiên giải ý tưởng. Khả năng này, đạo khung thương một mặt gặp quỷ bắt lên bát tôn am bả vai. Bát tôn am khóe môi nhếch lên, không tiếc tán thưởng, thiên mã hành không, không bám vào một khuôn mẫu. Hắn phạm quy, đạo khung thương lại chỉ vào trong gương màu đen đế kiếm, từ tiểu thụ nên bị đá ra khỏi cục, hắn không thể lại đánh, bắc bắc thắng. Không, cẩu vô nguyệt lắc đầu, hắn không có dùng thiên cơ thuật, hoặc là nói, tại hắn lý giải bên trong, cổ kiếm thuật, liền bao hàm, ân, lấy dệt thiên cơ phương thức đi dệt kiếm ý, loại này thiên cơ thuật. Đạo khung thương bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cái này cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt trước thánh thần điện đường người, chợt phát hiện tổng kết ra dệt, hai chữ cẩu vô nguyệt quanh người đạo vận có chút, chính như có điều suy nghĩ. Hắn lại nhìn về phía bát tôn am cùng có chỗ đến, trong mắt suy tư ánh sáng, lấp lóe liên tục. Không phải đâu. Từ tiểu thụ kiếm, có thể cho đến hai vị này lão kiếm cốt dẫn dắt. Đây là hắn tự sáng tạo phương thức. Tiếp tục như vậy lời nói, bắc bắc làm sao có thể đánh cho qua mà. Đạo khung thương một mặt ôm đầu biểu hiện ra khoa trương không thể tin biểu lộ, ý đồ chọc cười, đánh vỡ quanh người hai người ngộ đạo. Một mặt lại thái độ khác thường lẩm bẩm lên cẩu vô nguyệt mới vừa nói qua dệt, hai chữ, rất nhanh vậy ngồi xổm xuống, nhìn qua truyền đạo gương, ánh mắt dần dần chạy không. Không phải. Vị phong muốn điên rồi. Bởi vì hắn vừa quay đầu, bên người ba người cùng nhau tiến vào đốn ngộ trạng thái, các ngươi làm gì a? Không có trả lời. Vị phong rung động thêm không nói nhìn về phía thuyết thư nhân. Phát hiện cái này váy đỏ nương pháo chính nhún vai, một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng. Đừng quên, chúng ta có lẽ là thiên tài, hắn ba đều là thập tôn tọa. Ven đường lơ đãng dẫm chết một khỏa tiểu thảo dừng lại, cũng có thể lĩnh ngộ sinh diệt cùng luân hồi. Vị phong nghe tiếng thân thể cứng đờ. Thuyết thư nhân liền cười nhẹ nhàng chỉ hướng truyền đạo gương, che miệng khẽ cười nói, ta thụ ca ca cũng là đâu. Thụ ca ca đang tại thần du thái hư trạng thái đâu thiên giải quá mạnh. Tại từ tiểu kê ý chí chủ đạo dưới. Từ tiểu thụ cơ hồ là ngao du tại kiếm ý trong biển rộng, không ngừng hấp thu hung kiếm hữu tứ kiếm trả lại qua đến kinh nghiệm chiến đấu. Hắn vốn là tri thức nội tình giàu có, lúc này phúc trí tâm linh tưởng tượng, liền có thể có thần một dạng thủ đoạn lộ ra, tiếp theo diễn hóa ra đăng phong tạo cực kiếm thức. Liền nói lần này, chỉ vẻn vẹn là cùng kỳ cắn kiếm, khiến cho từ tiểu thụ nghĩ đến thanh nguyên sơn đạo khung thương kế chấn mai tị nhân, thu cắn thái thành kiếm. Hắn lại có thể dựa vào cái này liên tưởng đến lấy lui làm tiến. Dùng dệt thuật ô nhiễm, thiên cơ trận phương thức, đi ô nhiễm bắc bắc kiếm ý, cái này không? Bắc bắc một kiếm chém chết tứ đại hung thú, hình bản thân vậy trúng kế. Hữu tứ kiếm thiên giải ý tưởng không những không có chết đi, ngược lại giấu ở cái kia một sợi trung cực, hung ma chi khí bên trong, xâm lấn đế kiếm bản thể. Đế kiếm độc tôn thiên giải sau nặng thực thể cầm tù cùng cự kiếm chấn sát. Hữu tứ kiếm thiên giải sau càng nặng hư thái, đồng thời chiếu cố hình thú công kích. Bởi vì cái gọi là cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Cái sau loại phương thức này tổn thất đại lượng chính diện tiến công thuộc tính. Nhưng cùng lúc, vậy bổ sung một chút quỷ dị thuộc tính. Đúng dịp, từ tiểu thụ từ tiểu kê, đều là lệch quỷ thuộc, cả hai không hẹn mà cùng suy nghĩ, thập phần đơn giản, tựa như hữu tứ kiếm ô nhiễm phổ thông luyện linh sư một dạng, từ trong ra ngoài, ô nhiễm công phá đế kiếm độc tôn thiên giải ý tưởng. Gian kế như thế, bắc bắc đã thân chúng, sao khả năng còn không có cảm thấy. Bất quá thoáng qua thời khắc, tại đế kiếm đem bị hoàn toàn nhuộm thành màu đen thời điểm. Bắc bắc không phụ kiếm tiên tên, quyết định thật nhanh, ma vi trọng dục, dục bản hồng trần cầm tinh, tướng quy tâm sinh, sinh lòng không ta, ta trừ dục ma. Cái này một chuỗi dài khảm bộ xuống tới, phản ứng cũng không chậm, dính liền không thể bảo là không mềm mại. Truyền đạo gương trước cổ kiếm tu đơn giản nhìn ngây dại, bởi vì đế kiếm độc tôn phía trên, bởi vì nói lần lượt hiện ra hồng trần kiếm, trước mắt thần Phật, không có kiếm lưu ba đại cảnh giới khí tức. Ba cảnh hàm hợp phía dưới, nữ đế bắc bắc thân tan đế kiếm. Thân kiếm chấn động, liền bắn bay ngàn vạn hung ma ma khí. Đột nhiên lại vạn vật đều là kiếm, đem sửa thành ma kiếm. Tuyệt đối ma chế. Vạn kiếm thuật, tuyệt đối đế chế đổi loại, ma kiếm bản. Phong trung túy con mắt đều muốn rơi ra tới, liền giải thích đều ngắn ngủi dừng lại, gắt gao nhìn qua một màn này. Đó có thể thấy được, bắc kiếm tiên đối cái khác kiếm thuật cảnh giới thứ nhất cảm ngộ không sâu, nhưng vậy miễn cưỡng có thể sử dụng. Lại cái này một đợt tùy cơ ứng biến, có thể nói là xử lý đến kỳ diệu tới đỉnh cao. Nên được ghi vào cổ kiếm tu sử sách, để mà ứng đối chuyên môn thụ gia, chuyên môn hung kiếm hữu tứ kiếm ma kiếm thuật, hung ma lực. Oanh! Kiếm ý tứ tán gào thét ở giữa, vốn lệ thuộc vào hữu tứ kiếm thiên giải ý tưởng hung ma chi khí, đã hóa thành tuyệt đối ma chế khống chế bên dưới vạn kiếm. Cái này thuộc về quyền, ngắn ngủi bị bắc bắc tước đoạt. Lại mượn nhờ đoạt đến ngắn ngủi thuộc về quyền, bắc bắc còn tìm được ẩn thân thiên giải ý tưởng bên trong từ tiểu thụ bản thể. Đế!
Nàng vừa định phát lực, nhưng Bắc Bắc là thiên tài, từ tiểu thụ ý thức chiến đấu, gặp thời phản ứng, như thế nào yếu kém. Còn chưa chờ nàng mở miệng, Cửu Thiên Giận bên dưới trọng âm, đinh tai nhức óc, ngươi muốn trừ ma, ta liền thành ma. Nhìn xem là ngươi mới ra đời tuyệt đối ma chế càng hơn một bậc, vẫn là ta trước mắt đều là ma so ngươi càng điên. Từ tiểu kê, đế kiếm run lên, hòa mình trong đó Bắc Bắc ẩn cảm giác không ổn thời điểm. Một bên khác thiên giải sau hoàn toàn ngầm hiểu thụ ra ý chí từ tiểu kê, đã động. Xoát, tại bị nắm trong tay ngàn vạn ma kiếm phía dưới, đột nhiên rung động vung ra tới như bóng với hình mặc kiếm, huyễn hóa thành sông. Thanh hà kiếm giới, Phong Trung Túy con mắt lóe sáng lên. Bị đế kiếm thiên giải ngắn ngủi chiếm thuộc về quyền ma kiếm, tiếp theo vừa ẩn, mà nó bên dưới quy tắc còn không nhận Bắc Bắc khống chế mặc kiếm, ngược lại ngưng thực, ma kiếm hóa thành màu xanh, mặc kiếm hóa thành thâm đen. Cả hai, điên quay lại, không có kiếm lưu, hư thực chuyển đổi. Thụ gia thật là khéo, chiêu này trực tiếp mượn dùng mặc kiếm thuật thật, lại lấy giả đổi thành ra tuyệt đối ma chế khống chế bên dưới bản thân quyền khống chế. Ta muốn điên rồi. Phong Trung Túy ôm đầu, như si như say. Đắm chìm trong đó, thụ gia đối các đại kiếm lưu hoán đổi chi tơ lụa, lý niệm điên cuồng, càng tại Bắc Bắc phía trên. Dù là Mai Tị Nhân, Phong Thính Trần các loại lão kiếm tu, lúc này đều mặt có kinh sợ, không thể trước tiên nghĩ đến hội là như thế này một cái phương thức giải quyết. Thật bất ngờ, nhưng cực kỳ từ tiểu thụ, giải thả ra hữu tứ kiếm thiên giải ý tưởng chiến lực, đem bị động hóa thành chủ động về sau, từ tiểu thụ đương nhiên không có khả năng trông mong chờ lấy Bắc Bắc lại đến bắt hắn. Ngàn vạn mặc kiếm nhuộm thành ma kiếm sau cùng nhau vừa nghiêng, lấy thanh hà kiếm giới phương thức lưu động, cuối cùng nhanh chóng phác họa, cấu trúc ra một cái thật sự kiếm thần ý tưởng. Cô Lâu, Ngân Nguyệt, Hắc Kiếm, Bóng Lưng, Ta Thiên. Đây là cái gì? Huyễn kiếm thuật, tâm kiếm thuật, vô kiếm thuật. Đây là một cái vốn, nên tác dụng tại Bắc Kiếm Tiên thế giới tinh thần ý tưởng công kích, thụ ra thực thể hóa nó, hắn muốn làm cái gì? Phong Trung Túy con mắt đều trừng tròn xoe, trăm mối vẫn không có cách giải. Kiếm tiên chiến, thiên giải chiến. Tiêu Vãn Phong ngươi đang nhìn à, ta đã theo không kịp bọn hắn tư duy. Phong Trung Túy theo không kịp, Bắc Bắc càng là không gặp qua dạng này kiếm thuật. Tâm kiếm thuật, trước mắt đều là ma ý tưởng công kích, lấy thực thể phương thức lộ ra đến, còn có thể có tổn thương gì. Tinh thần công kích tác dụng tại nhục thể, cái này không cung cấp tại cầm tảng đá đi đánh người linh hồn. Đánh cho đến A. Có cơ hội. Kiếm thuật này, rõ ràng là từ tiểu thụ chơi điên rồi, chơi gây ra rủi ro. Không phải nắm lấy cơ hội trời cho, trực tiếp đưa ra hỏa này loại ra. Bắc Bắc chính vào này nghĩ, chưa có động, đột nhiên cảm giác thiên địa thời không xê dịch, két. Kiếm thần Cô Lâu ảnh ý tưởng bỗng nhiên nổ tung. Mượn nhờ thiên giải trạng thái dưới vô hạn vĩ lực cùng hiếm thấy suy nghĩ tuyệt diệu, tòa này tâm kiếm thuật ý tưởng công kích biểu hiện đồ chơi, trực tiếp bị từ tiểu thụ mình vỡ vụn. Quá yếu. Không cần. Muốn chơi, liền chơi lớn. Giống. Kinh khủng âm bạo tại vô tận hung ma chi khí bên trong cuồn cuộn. Tứ đại hung thú hư ảnh huyễn hóa, cuối cùng quy về một điểm, dung nhập vừa rồi vỡ vụn kiếm thần Cô Lâu ảnh ý tưởng, phá rồi lại lập, đẫm máu người trọng sinh, chính là phát ra cuồng hống. Hai tay cháy đen cực hạn cự nhân, chân đạp ma đế hắc long, sau lưng mọc lên huyết thụ bảy cây, thân oanh màu trắng biển lửa, đỉnh đầu thanh ngục cuộn trên không cực hạn cự nhân. Cái này, rõ ràng là lúc đó hư không đảo bên trên chấn qua vọng tắc thánh đế, vân lôn dãy núi dọa qua ngư lão tâm kiếm thuật đệ nhị trọng ý tưởng. Thế giới, an tĩnh, bất quá một sát về sau, có được nhiều nhất số lượng cổ kiếm tu táng kiếm ra truyền đạo gương trước, phong ra thành thứ nhất đài quan chiến trước, dẫn đầu nổ tung từng đạo không thể tin tiếng kinh hô, tâm kiếm thuật, ý tưởng thiên giải. Trước mắt thần Phật, nhị đoạn thiên giải. Còn từ thế giới tinh thần, chuyển đến trong thế giới hiện thực đến, làm sao làm được? Không có khả năng. Tuyệt đối không khả năng. XXX nhất định là huyễn kiếm thuật, hoặc là ta hoa mắt, Phong Trung Túy, nói chuyện. Dù sao cách một cái truyền đạo gương, dù là thấy lại chân thực, cũng không có gần trong chiến trường cổ kiếm tu thấy chân thực. Đông đảo cổ kiếm tu, mặc dù oán thầm qua Phong Trung Túy, 9 thành 9 càng có thể thẳng thắn thừa nhận tầm mắt không như Phong Trung Túy. Lần này xem không hiểu, sở hữu người đều đang kêu sợ hãi, thậm chí có người đong đưa phong ra cầm gương người muốn bọn hắn mau mau đưa tin qua, gọi người giải thích. Thiên hô vạn hoán Phong Trung Túy chỉ sừng sốt một khắc, pháo ngữ liên tiếp nói, các huynh đệ. Ta biết các ngươi rất gấp, đừng vội, vậy cực kỳ hoảng, trước đừng hoảng hốt, ta mẹ nó gấp hơn, càng hoảng. Trước tiên cần phải xác minh một cái, thiên, ta thấy được cái gì? Thánh đế ý chí phơi bày ý tưởng hiện thực hóa. Thụ gia đã chơi lên khái niệm lưu đồ vật, hắn là khái niệm chi thần. Nếu như nói tâm kiếm thuật kiếm thần Cô Lâu ảnh ý tưởng là giả, chỉ phải có điều đề phòng, hoặc là cùng ta một dạng làm đến mắt không thần Phật,
liền có thể không bị khống chế lời nói, lần này không đồng dạng. Các ngươi không nhìn lầm, thụ gia đây là tâm kiếm thuật ý tưởng nhị đoạn thiên giải. Lại hắn lần này ý tưởng chân thực hóa, là thật sự thánh đế lực, có thể tiến hành vật lý công kích. Nhưng làm sao có thể? Tâm kiếm thuật có thể vật lý công kích? Không. Có khả năng, có không gian, thời gian lực. Thụ ra một kiếm này, không chỉ là tâm kiếm thuật nhị đoạn thiên giải, hắn còn dùng tới thời không nhảy vọt. Hào không dấu vết thời không nhảy vọt, ngay cả ta đều bị lừa qua. Thụ ra tất nhiên giải trừ cái kia chân thực tồn tại tứ đại thánh đế lực, lại hắn đem lúc đó đạt được qua bốn thánh đế lực, một kiếm từ quá khứ ngắn ngủi vận chuyển đến hiện tại. Nói cách khác, Phong Trung Túy càng nói càng kinh khủng, càng nói cảm thấy mình quá bất hợp lý. Hắn thậm chí không dám nhìn lão gia chủ, chỉ dám nhìn về phía tị nhân tiên sinh, kết quả đạt được tị nhân tiên sinh cổ vũ ánh mắt. Hắn liền hầu như muốn tại chỗ khóc lóc om sòm nổi điên, cuồng loạn phát cuồng nói. Nói cách khác, thụ ra một kiếm này, tại hung kiếm thiên giải trạng thái dưới, còn có thể nhị đoạn thiên giải trước mắt thần Phật, lại thời không nhảy vọt, có thể vận chuyển đi qua lực ngắn ngủi trở lại hiện tại lời nói. Như thế hóa mục nát thành thần kỳ thủ đoạn, như vậy đưa hư ảo làm chân thực lý giải. Thụ gia tất nhiên đụng chạm đến thế giới thứ hai cánh cửa. Hắn là sẽ không dùng thế giới thứ hai sao? Hắn tại thu tay lại sao? Đây là toàn lực sao? Các huynh đệ, ta sắp điên rồi. Bắc kiếm tiên không phải đang đánh kiếm tiên, nàng đang đối kháng với một cái tuyệt thế đại biến thái, một cái khái niệm chi thần. Táng kiếm mộ cổ kiếm tu nổ. Bát cung bên trong người quan chiến kinh ngạc, bán nguyệt vịnh một đám tà tu nhóm ôm đầu thần thái cuồng nhiệt. Cố Thanh Nhị, Cổ Thanh Tam đứng lên, Tiêu Vãn Phong đứng lên, Tiếu Thất Tu đứng lên, Cẩu Vô Nguyệt đứng lên đến. Tại phía xa tây vực lớn sa mạc, chưa có người xem truyền đạo gương trước, kiếm tiên A đến, Hựu Lão gia tử, Bát Nguyệt đứng lên đến. Ngọc Kinh Thành bên trên mai tị nhân cười thành một đóa hoa, Phong Thính Trần, Cốc Vũ, Dương Tích Chi chừng rách ra mắt, Liễu Phù Ngọc môi đỏ khẽ nhếch, trong mắt hiện lên rung động, kinh diễm vẻ. Bát Tôn Am từ trên tảng đá lớn bắt đầu, xoay người rời đi. Ca ca, Thuyết Thư Nhân Mộng vội vàng đuổi theo. Ngươi làm gì? Đạo Khung Thương nhìn đang vui, không khỏi nhìn hằm hằm hướng cái này mất hứng người bóng lưng. Không cần đánh. Bát Tôn Am cũng không quay đầu, chỉ có bốn ngón tay tay vẫy một cái, tiếp xuống hắn sắc mặt, vậy không cần nhìn. Đạo Khung Thương sững sờ. Sắc mặt. Bắc kiếm tiên. Trong cuộc chiến, chấn thiên động địa tiếng chất vấn, từ cái kia thân ngắn ngủi mượn tới tứ đại thánh đế lực, lấy hữu tứ kiếm thiên giải thái độ cơ cấu hoàn thành cực hạn cự nhân trong miệng tung ra. Bắc kiếm tiên bản tiên chỉ là như thế sững sờ, chưa kịp phản ứng Phong Trung Túy pháo ngữ liên tiếp lời nói nội hàm, thân là trong cục người càng còn không, càng khó coi hơn hiểu từ tiểu thụ một kiếm này lúc, đột nhiên, cái kia cùng hung cực ác cực hạn cự nhân ý tưởng dẫm mạnh không gian, từ đằng xa nhảy đi qua, cháy khô hai tay một thanh bóp chặt che trời đế kiếm, bỗng nhiên vừa gảy, oanh, thiên địa biến sắc, sơn hà nổ tung, hung ma chi khí bốn phía, cực hạn cự nhân nắm lấy che trời đế kiếm. Giống như là ôm lấy một thanh đồ chơi, hận lấy bốn phía điên cuồng chém lung tung, ầm 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 oanh, thậm chí đánh xuyên thời không toái lưu. Hòa mình trong đó Bắc Bắc suy nghĩ sụp đổ, cái gì cũng không biết, cũng cảm giác óc cho dao động đều đặn. Cuối cùng một sợi linh đài thanh minh chỗ sen gặp hình tượng, cực hạn cự nhân một tay nắm lấy đế kiếm mũi kiếm, một tay nắm lấy đế kiếm chuôi kiếm, tứ thần trụ lực chú sau đó mãnh liệt xách đầu gối, xuống lần nữa ép trong tay cự kiếm, két, băng. Giờ khắc này, truyền đạo gương trước thế nhân, ánh mắt cơ hồ đều nhảy ra ngoài. Đế kiếm thiên giải, mạnh mẽ bị bẻ gãy. Dung hội trong đó nữ đế Bắc Bắc, từ trên cao không biết nơi nào bị bắn bay bắn ra, ý thức u ám, hai mắt tối dần. Cực hạn cự nhân một trưởng chét qua, hung kiếm ý tưởng tầng tầng trừ khử, ngắn tiếp mà đến tứ thần trụ lực đi theo chậm rãi giải trừ. Không quan trọng. Kết thúc. Đế kiếm độc tôn. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Quái vật này bỗng nhiên giơ lên. Trong tay không có chút nào phản kháng lực hôn mê nhỏ Bắc Bắc, tại bạo âm thanh lệ uống đồng thời, đem hướng mặt đất đập tới. Kỳ lực, tốc độ, thậm chí mạnh đến, nhanh đến đánh ra âm bạo, không bạo thanh âm, ta xem đầy trời kiếm, đều là ứng phụng ta làm tôn, ngươi sao lại dám xưng đế. Mai tị nhân dọa đến thái thành kiếm đều lắc một cái, đoạt tại Bắc Bắc bị ngã thành thịt nát trước đó, bay nhào mà đi. Không thể. Tiểu thụ dừng tay, như thế thiên kiêu, lưu nàng một mạng. Hoắc, đầy đất tung tóe bụi. Cực hạn cự nhân ý tưởng tay, dừng ở cách mặt đất một trượng khoảng cách bên trên, mặt đất két đất sụp nứt, khói sóng chậm chậm đẩy ra. Xùy, nhiệt lưu âm thanh từ từ tiêu tán. Thời không nhảy vọt mượn tới lực lượng, giải trừ. Trước mắt đều là ma nhị đoạn thiên giải, giải trừ. Hung kiếm hữu tứ kiếm thiên giải, giải trừ. Khói bụi tràn ngập thời điểm, ác liệt thụ gia trở về thành người vật vô hại từ tiểu thụ bản tôn, đem trong ngực nhỏ Bắc Bắc, nhẹ nhàng bỏ trên đất.
Hắn cúi đầu phật tay, phủi đi trên thân áo đen không nhiều bụi đen, chậm rãi xoay người lại, khí định thần nhàn, trạng thái sung mãn, tựa như vừa rồi cái gì đều không phát sinh qua. Nhưng cái kia lạnh lùng ánh mắt từng cái quét qua ở đây rất nhiều cổ kiếm tu, mang đến cho các cổ kiếm tu sau lưng lạnh buốt. Điều này không phải tại biểu thị công khai lấy vừa rồi điên cuồng một trận chiến, chân thực tồn tại qua. Cuối cùng ánh mắt dừng lại, từ tiểu thụ nhắm ngay truyền đạo gương, như là thấy được năm vực quan chiến hàng ngàn hàng vạn người. Trên mặt sát cơ tiêu trừ, khóe môi phủ lên tà tà cười, hắn nhẹ a một tiếng, chỉ đùa một chút. Sau đó nhếch môi, phát ra ác liệt lại quái dị mô phỏng âm thanh cười, kiệt kiệt kiệt, năm vực, truyền đạo gương trước, yên lặng như tờ.